Bí ẩn của siêu thế giới. To the Chào mừng quý United vị Nations. đến Liên Hiệp Quốc. And please Xin pray cùng nhau together cầu nguyện for một lúc one, theo tín ngưỡng riêng của bringing quý your vị own belief that để tạ ơn we những are gì chúng ta grateful đang có, for what we những gì have, chúng ta được ban what cho. we are given, and we Chúng wish ta and ước hope mong that và hy those vọng who have rằng not những enough người thiếu thốn will be given cũng the sẽ được way we ban are cho given. như chúng ta đang được ban cho vậy. Those Cầu who mong were những người tị nạn trên refugees, thế giới, the wars, những nạn nhân chiến victims, tranh, the soldiers, các quân the nhân, government những leaders, nhà lãnh đạo chính quyền các nước and of course the United và tất Nations nhiên là các vị lãnh đạo leaders Liên Hiệp Quốc will be able to sẽ thực hiện được những nguyện vọng accomplish của what họ they want and live và chung together in sống trong peace. hòa bình. We believe Chúng what ta we tin ask rằng những be gì chúng ta given cầu xin because đều it sẽ được ban says so in cho, the Bible. vì trong Thánh Kinh có nói như vậy. Thank you. Cảm ơn quý vị. So it's been a long time Đã lâu rồi tôi không since trở lại đây. I was here. And has any of you been here before? Có vị nào Have đã you đến been đây to rồi không? my Ý lecture tôi nói là dự before? buổi thuyết pháp kỳ Some, trước. yes. Oh, Mọi yeah, người, some. thật vậy à? Nhiều Thank người you. quá. Cảm ơn, cảm ơn. And you know, today Quý vị our đã biết lecture, bài thuyết pháp ngày hôm nay the có theme chủ đề of our là lecture siêu thế is giới. Beyond This Word. Because I don't think Bởi I vì have time tôi to không talk to nghĩ you là about this tôi muốn word nói với quý anymore. vị những chuyện về thế giới As này you nữa. know, yes, Những chuyện đó beyond tất this cả quý word, vị we đều have biết. Mọi người United đều biết trong thế Nations, giới này chúng ta có Liên we Hiệp have Quốc, America, có Hoa Kỳ, có Europe, Nậu Ước, biệt the danh là Apple. trái táo. But beyond this Nhưng world, ngoài thế giới này, we chúng have ta other còn có những things. điều khác. And if Tôi nghĩ tất I cả quý think vị đến đây đều muốn biết. all of you who came here would be interested to know. This is not Đó it's không not phải là những something chuyện like thần kỳ như Steve Steve vừa kể, just said about miracles or anything that hoặc là chuyện fantastic không thể tưởng that you đến nỗi cannot quý vị believe. không thể nào tin, It is something very mà là những scientific, chuyện rất khoa học, very rất hợp logical, lý và rất quan trọng. and very important. We all heard Chúng that ta đều nghe nói trong kinh điển different của các tôn kind giáo. of religious Bibles and scriptures. It is mentioned that Có there are đề cập seven đến bảy heavens, cõi thiên đàng. there are different Có level nhiều of cảnh giới tâm thức consciousness. khác nhau. There are Có thiên the quốc bên kingdom trong, có Phật of God thánh, vân within, vân. the Buddha nature, etc. These are something that Đây là is những điều được promised hứa hẹn beyond ngoài this thế world. giới này. But Nhưng không có bao nhiêu người not đạt được many những gì people được hứa have trong kinh access điển. to what is promised in these scriptures. Not many. I wouldn't Không say nhiều. none. Tôi không nói là không có, nhưng không nhiều. Compared to the So với dân population số of thế the world, giới, people who have access những to the người có thể kingdom of đến được God thiên quốc bên within, trong, or what we call hoặc chúng what we ta know gọi là this siêu world thế giới, is very few. thật rất ít ỏi. And if you are in Nếu sống ở America, Hoa Kỳ, probably you have many có lẽ quý opportunities vị có nhiều cơ to hội read để đọc rất nhiều sách a lot of books who describe things mô tả những that gì thuộc is về siêu thế giới. beyond our world. And some of the Một movies số phim ảnh that do the người Hoa Kỳ American thực hiện people make không are hẳn là not giả tưởng. altogether fiction. Also, there are some Ngoài ra movies còn có những made bộ by phim của người Nhật Japanese cũng không hoàn are toàn là also giả tưởng. not all fiction. Because these Bởi people vì có lẽ họ đã đọc một have số sách. probably read some of the books that have been written by Do those những người đã who đi has vào siêu been thế giới beyond viết this world. lại, Or they hoặc themselves chính họ đã từng have thoáng thấy some được thiên quốc. glimpse
into the kingdom of God. So, in the kingdom Thiền of quốc God, ra sao? What lies in the kingdom of God? Why should we? Tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến thiên quốc? If we already have enough, nếu chúng ta đã có đủ việc để làm trên thế giới này, có công việc làm, có cửa nhà yên ổn và có đầy đủ quan hệ tình cảm, vân vân. Chính vì đã có tất cả những điều đó rồi, nên chúng ta cần quan tâm đến thiên quốc. Khi chúng ta nhắc đến thiên quốc, nghe có vẻ giống tôn giáo quá, nhưng thật ra đó chỉ là những tầng tâm thức cao hơn. Ngày xưa người ta gọi đó là thiên đàng, nhưng theo danh từ khoa học, chúng ta có thể nói đó là một thế giới khác, một trình độ hiểu biết cao hơn, một trình độ trí huệ cao hơn. Điều đó chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta biết cách. Cho nên, lúc gần đây, ở Mỹ, chúng ta nghe nói về một phát minh mới. Người ta có ngay cả một cái máy để giúp quý vị nhập định. Quý vị có thử qua chưa? Chưa à? Máy này hiện nay có bán ở Mỹ từ 400 đến 700 Mỹ kim, tùy quý vị muốn đạt đến cảnh giới nào. Họ gọi máy này dành cho người lười, không muốn ngồi thiền, chỉ muốn được nhập định ngay. Trong trường hợp quý vị không biết, tôi giới thiệu sơ cho quý vị nghe. Loại máy này có thể giúp quý vị đi vào một trạng thái tinh thần thoải mái. Rồi sau đó quý vị sẽ đạt được trình độ thông minh hơn. Nghe nói là nó có thể làm cho quý vị hiểu biết nhiều hơn, trí huệ cao hơn, rồi quý vị sẽ cảm thấy thật là tuyệt diệu, vân vân. Máy này dùng cho âm nhạc chọn lọc, âm nhạc bên ngoài. Nên quý vị phải mang ống nghe và họ dùng dòng điện để kích thích quý vị. Sau đó có lẽ quý vị thấy được tia chớp nên quý vị cũng cần bịt mắt lại. Ống nghe và đồ bịt mắt chỉ cần có bao nhiêu đó để quý vị nhập định. Như vậy rất tốt và chỉ có 400 Mỹ kim, rẻ lắm. Nhưng cách nhập định của chúng tôi càng rẻ hơn, chẳng tốn kém chi cả và vĩnh cửu. Quý vị không cần dùng điện, cũng không cần dùng pin, không cần phải gắn vào lấy ra hay trong trường hợp máy bị hư, quý vị cũng không cần phải mang đi sửa. Ngay cả ánh sáng và âm thanh nhân tạo cũng có thể giúp người ta trở nên thanh thản và thông thái. Nghe nói là như vậy. Tôi đọc trên báo, nghe nói là vậy. Tôi chưa có thử qua. Do đó, máy rất được ưa thích và bán rất chạy. Tôi nghe nói vậy. Ngay cả những vật dụng nhân tạo còn có thể giúp chúng ta được thoải mái và nâng cao trí thông minh. Thì tưởng tượng những điều thật còn có thể giúp trí huệ chúng ta đến mức nào? Những điều thật thuộc về siêu thế giới, nhưng ai cũng có thể tìm được nếu muốn. Đó là âm nhạc thiên đàng, là âm thanh nội tại. Và tùy theo cường độ của âm nhạc này, của ánh sáng nội tại hoặc âm thanh nội tại mà chúng ta có thể đưa mình vào siêu thế giới. Đi vào một trình độ hiểu biết thâm sâu hơn. Tôi nghĩ nó cũng giống như định luật vật lý. Nếu quý vị muốn phóng hỏa tiễn vượt khỏi sức hút của trái đất, thì cần phải có một lực đẩy rất mạnh kèm theo. Ngoài ra, khi bay rất nhanh, hỏa tiễn cũng phát ra những tia sáng.
Cho nên tôi đoán rằng khi bà nhanh vào siêu thế giới, chúng ta cũng có thể phát ra được ánh sáng và cũng nghe được âm thanh. Âm thanh này là một loại chấn động lực có thể đưa chúng ta lên cảnh giới cao hơn. Nhưng không có tiếng động, không phiền phức, không tốn kém và không gây cảm giác khó chịu cho người được thể nghiệm. Đó là phương pháp để đi vào siêu thế giới. Và siêu thế giới có gì hay hơn thế giới của chúng ta? Tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng và không thể tưởng tượng được. Một khi thể nghiệm siêu thế giới, chúng ta sẽ biết. Thật ra không ai có thể kể cho chúng ta nghe được, nhưng chúng ta phải rất kiên trì và phải thật thành tâm. Bằng không, không ai có thể làm giùm cho chúng ta được. Cũng giống như không ai có thể thay thế quý vị để làm việc ở văn phòng Liên Hiệp Quốc. Rồi quý vị được trả lương. Cũng như không ai có thể ăn giùm, rồi chúng ta được no. Cho nên phương pháp là cần phải đích thân thể nghiệm. Chúng ta có thể nghe những người có thể nghiệm kể cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể nào từ đó mà đạt được thể nghiệm. Chúng ta cũng cần có thể được một, hai lần hoặc vài lần nhờ vào lực lượng của người đã có thể nghiệm về Thượng Đế để thấy được một chút ánh sáng và nghe được một chút âm thanh một cách tự nhiên, không cần phải tự mình nỗ lực. Nhưng phần đông, những thí nghiệm này không được lâu bền lắm. Nên chúng ta cần phải tự tu và tự mình thể nghiệm. Ngoài thế giới của chúng ta còn có rất nhiều thế giới khác. Chúng ta có thể nói thí dụ cao hơn thế giới của chúng ta một chút. Theo danh từ Tây Phương thì gọi là cảnh giới Atula. Ở cảnh giới Atula có hơn 100 cảnh giới khác nhau. Và mỗi cảnh giới là một thế giới riêng biệt. Mỗi cảnh giới biểu tượng cho trình độ hiểu biết của chúng ta. Giống như khi chúng ta vào đại học, mỗi cấp bậc mà chúng ta trải qua ở trường đại học tiêu biểu cho kiến thức đại học của chúng ta. Rồi từ từ chúng ta sẽ tiến dần đến tốt nghiệp. Trong cảnh giới Atula, chúng ta sẽ thấy nhiều loại gọi là thần thông. Chúng ta có thể sẽ bị thần thông quyến rũ. Và có thể chúng ta cũng có thần thông. Chúng ta có thể chữa bệnh. Đôi khi có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thấy được. Chúng ta có ít nhất là 6 loại thần thông. Chúng ta có thể nhìn thấy được ngoài ranh giới bình thường. Chúng ta có tầm nghe vượt giới hạn không gian. Khoảng cách không gian không còn nghĩa lý gì đối với mình. Chúng ta gọi đó là thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông. Lúc đó mình có thể đọc được tư tưởng của người khác. Biết họ đang suy nghĩ gì, có khi mình có thể thấy được, vân vân. Đây là lực lượng. Đây là những lực lượng mà đôi khi chúng ta đạt được khi tu đến cảnh giới thứ nhất của Thiên Quốc. Và trong thế giới thứ nhất này, vừa rồi tôi có nói chúng ta có rất nhiều cảnh giới khác nữa. Trong đó có rất nhiều điều mà ngôn ngữ không thể diễn tả được. Khi đến đó, chúng ta sẽ... Thí dụ, sau khi tạo tâm ấn, chúng ta thiền định. Nếu đẳng cấp chúng ta thuộc về cảnh giới thứ nhất, thì chúng ta sẽ có nhiều tài năng hơn. Thậm chí có thể phát triển tài năng văn chương mà trước đây chúng ta không có. Chúng ta cũng biết được nhiều điều mà người khác không biết.
Nhiều thứ sẽ đến với chúng ta giống như được trời ban cho vậy. Có khi về tài chánh, có khi về sự nghiệp và nhiều khía cạnh khác nữa. Chúng ta bắt đầu biết làm thơ hoặc hội họa và có thể làm được những điều mà trước đây không làm được. Chúng ta không sao tưởng tượng được mình có thể làm được như vậy. Đó là cảnh giới thứ nhất. Chúng ta có thể làm thơ và viết sách rất hay. Có thể trước đây chúng ta viết không chuyên nghiệp, nhưng bây giờ lại có thể viết văn được. Thí dụ vậy, đây là những lợi ích vật chất mà chúng ta có thể đạt được khi đến cảnh giới thứ nhất. Thật ra những điều đó không phải do Thượng Đế ban cho, mà vốn đã sẵn có bên trong chúng ta, chỉ vì chúng ta lại tỉnh chúng dậy, nên những năng lực đó xuất hiện và chúng ta có thể sử dụng được. Đó là một vài chi tiết về cảnh giới thứ nhất. Được không? Quý vị có muốn nghe nữa không? Nghe nữa, phải không? Quý vị có nghe qua những điều này chưa? Nghe rồi à? Quý vị nghe rồi hả? Ai nói với quý vị? Vậy à? Vậy ông ấy còn nói gì nữa không? Được rồi, khi lên những cảnh giới cao hơn, chúng ta thấy được và đạt được nhiều điều khác. Dĩ nhiên là tôi không thể nào kể hết tất cả, vì thời gian có hạn. Vả lại cũng không cần thiết để nghe kể bánh kẹo ngon như thế nào mà chính mình lại không bao giờ ăn qua. Vì vậy, tôi chỉ quảng cáo sơ thôi. Nếu như quý vị muốn ăn, thì đó là một chuyện khác. Một lát nữa chúng tôi có thể cống hiến cho quý vị thức ăn thật sự. Trong trường hợp quý vị muốn ăn. Bây giờ, nếu chúng ta vượt lên khỏi cảnh giới thứ nhất một chút để đến cảnh giới thứ hai. Gọi là cảnh giới thứ hai chỉ để đơn giản hóa vấn đề. Ở cảnh giới thứ hai, chúng ta có thể có nhiều tài năng hơn cảnh giới thứ nhất, bao gồm cả thần thông. Nhưng thành tựu đáng kể nhất mà chúng ta có thể đạt được ở cảnh giới thứ hai là biện tài và khả năng tranh luận. Dường như không ai có thể khắc phục được những người đã đạt đến cảnh giới thứ hai, vì họ có biện tài vô ngại và trí thông minh của họ đã phát triển đến mức tột đỉnh. Đa số những người có đó bình thường, trí thông minh rất đơn giản, không sao sánh được với người này, vì trí thông minh của họ đã phát triển đến một trình độ rất cao. Nhưng không phải chỉ có bộ óc vật chất này được phát triển thêm, mà lực lượng thần bí, lực lượng thiên đàng, trí huệ tiềm tàng bên trong của chúng ta đang bắt đầu khai mở. Ở Ấn Độ, người ta gọi đó là đẳng cấp Bồ Đề, có nghĩa là đẳng cấp của trí thức. Khi đạt được Bồ Đề, quý vị sẽ thành Phật. Chữ Phật do danh từ đó mà ra, Bồ Đề và Phật Đà. Cho nên Phật chỉ là như vậy mà thôi. Chưa hết, nên khoan đã. Tôi không phải chỉ giới thiệu Phật với quý vị mà thôi, còn nữa. Cho nên phần đông người ta gọi những bậc khai ngộ là Phật. Nếu người này chưa vượt qua thế giới thứ hai, có thể họ sẽ rất tự hào, nghĩ rằng họ là Phật sống và đệ tử của họ cũng rất hãnh diện gọi họ là Phật. Nhưng thật ra họ chỉ mới đạt đến cảnh giới thứ hai.
Họ có thể thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của bất cứ người nào họ muốn. Và còn có khả năng biện tài vô ngại. Nhưng đó chưa phải là điểm cuối cùng của Thiên Quốc. Vì vậy, bất cứ ai cũng không nên hãnh diện khi có khả năng thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi vì đó là nhờ hồ sơ Akashic, theo danh từ của Tây Phương. Những người tu du già hoặc các phương pháp thiền khác đều biết về hồ sơ Akashic. Đó là một loại thư viện giống như thư viện Liên Hợp Quốc bên cạnh vậy. Trong đó có đủ mọi ngôn ngữ. Quý vị thấy tiếng Ả Rập, Nga, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, tất cả các thứ tiếng. Trong thư viện kế bên, ngôn ngữ nào cũng có. Nếu có khả năng đọc được tất cả những ngôn ngữ này, quý vị sẽ biết chuyện gì đang xảy ra tại quốc gia đó, hiểu không? Tương tự như vậy, khi một người lên đến cảnh giới thứ hai, họ sẽ hiểu. Họ có thể phân tích cá tánh một người rất rõ ràng, giống như quý vị đọc tiểu sử của chính mình vậy. Có rất nhiều điều khác có thể đạt được từ cảnh giới thứ hai. Nhưng khi đến cảnh giới thứ hai là đã khá lắm rồi, khá lắm. Họ là Phật sống rồi. Vì lúc đó đã mở được Bồ Đề, trí thức. Chúng ta biết rất nhiều việc mà không sao kể hết được. Có rất nhiều điều gọi là phép lạ sẽ xảy đến cho chúng ta. Dù chúng ta có muốn hay không. Bởi vì trí huệ của chúng ta vừa mới khai mở, vừa mới biết cách câu thông với nguồn năng lực cao đẳng hơn về khả năng chữa lành, sắp xếp để đời sống của chúng ta càng thuận lợi và tốt đẹp hơn. Trí huệ Bồ Đề của chúng ta đã được khai mở, nên chúng ta có thể sử dụng được mọi thông tin cần thiết từ quá khứ và trong tương lai để tổ chức, điều chỉnh. Hoặc bổ khuyết cho những gì mình đã làm sai trong quá khứ. Quý vị hiểu không? Để sửa đổi những lỗi lầm và cải thiện đời sống chúng ta. Thí dụ, nếu trước đây chúng ta không biết là mình đã vô ý xúc phạm người láng giềng, bây giờ thì chúng ta biết được, hiểu không? Rất dễ dàng. Nếu chúng ta không biết và người láng giềng cứ âm thầm chống lại chúng ta, có khi làm những việc sau lưng để mưu hại chúng ta, chỉ vì hiểu lầm hoặc vì chúng ta đã làm gì có lỗi với họ. Nhưng giờ đây chúng ta biết. Chúng ta biết tại sao chuyện xảy ra như vậy, nên rất dễ dàng. Chúng ta có thể đến nhà họ hoặc gọi điện thoại cho họ, hoặc tổ chức một bữa tiệc và mời họ đến dự. Sau đó chúng ta hóa giải chuyện hiểu lầm. Điều đó cũng giống như khi đạt đến đẳng cấp Bồ Đề. Chúng ta sẽ tự động âm thầm hiểu hết mọi việc và âm thầm an bài tất cả. Hoặc câu thông với nguồn năng lực có thể giúp chúng ta sắp xếp lại những việc này để cải thiện lại nếp sống và cuộc đời của chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta giảm thiểu rất nhiều điều bất trắc, nhiều hoàn cảnh không hay. Và những điều kiện không thuận lợi cho đời sống của chúng ta. Hiểu chưa? Đúng vậy. Cho nên đạt đến cảnh giới thứ hai cũng là khá lắm rồi. Cho nên những gì tôi giải thích với quý vị đều rất khoa học và hợp lý. Không cần phải nghĩ rằng đạo sĩ du già hoặc người tu thiền là thần bí hoặc là người ngoại tinh thuộc về hành tinh khác. Họ cũng là người địa cầu như bất cứ một ai trong chúng ta. Nhưng họ tiến hóa hơn bởi vì họ biết phương pháp. Ở Hoa Kỳ, chúng ta thường nói mọi việc đều dựa vào phương pháp. Như vậy, việc gì chúng ta cũng có thể học hỏi được, đúng không? Chúng ta có thể học được tất cả, cho nên đây cũng là một loại khoa học siêu thế giới. Là điều mà chúng ta cũng có thể học được. Nghe thì có vẻ rất lạ, nhưng những chuyện càng cao lại càng đơn giản.
Nó đơn giản hơn là học trung học hay đại học. Toàn là những bài toán phức tạp. Ở cảnh giới thứ hai, có nhiều cảnh giới khác cũng to, ý tôi nói là ở bên trong. Trong cảnh giới thứ hai cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau. Nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn, bởi vì tôi cũng không thể mô tả chi tiết tất cả bí mật của thiên đàng. Tuy nhiên, quý vị cũng sẽ biết những điều đó khi đi cùng với vị Minh Sư. Là một người đã từng đi qua rồi, nên không có gì là bí mật nữa. Nhưng nếu chúng ta phải dừng ở mỗi cảnh giới thì sẽ quá lâu, mà mỗi cảnh giới lại có rất nhiều cảnh giới nhỏ khác. Nếu chúng ta phải xem xét tất cả thì sẽ mất rất lâu. Cho nên có khi vị Minh Sư chỉ đưa quý vị qua nhanh, từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Rất là nhanh, đúng vậy. Bởi vì nếu không có liên quan gì đến công việc của Minh Sư, thì quý vị không cần học nhiều như vậy. Nó sẽ làm cho quý vị nhức đầu. Cho nên tôi chỉ đưa quý vị ngang qua những cảnh giới đó và trở về nhà. Dù chỉ như vậy thôi cũng tốn rất nhiều thời gian. Có khi phải mất cả một kiếp người. Nhưng sự khai ngộ thì có thể đạt được liền. Đó chỉ là bước khởi đầu thôi, cũng như là ghi danh nhập học. Ngày đầu tiên ghi danh vào đại học, quý vị tức khắc trở thành một sinh viên. Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc tốt nghiệp tiến sĩ. Sau 4 năm, 6 năm hoặc là 12 năm, quý vị mới tốt nghiệp. Nhưng quý vị trở thành sinh viên đại học ngay tức khắc. Nếu đó là một trường đại học thật thụ, và nếu quý vị ghi danh, thực sự thành tâm muốn trở thành sinh viên đại học, đúng không? Cho nên cả hai bên phải hợp tác với nhau. Tương tự, nếu chúng ta muốn vào siêu thế giới, ví dụ, chỉ nói cho vui, bởi vì ở nơi ước này chúng ta không còn nơi nào khác để đi. Chúng ta đã biết hết về Manhattan, biển dài, biển ngắn và tất cả những bãi biển khác. Bây giờ giả sử chúng ta muốn du lịch đến những hành tinh khác, xem thử trên đó như thế nào, tại sao lại không? Chúng ta tốn rất nhiều tiền để đi đến thành phố Miami của Florida chỉ để tắm biển mà thôi. Tại sao thỉnh thoảng lại không thể đi đến những thế giới khác? Ngoài thế giới này để xem các hành tinh lân cận giống như thế nào và những người ở đó sống ra sao? Tôi nghĩ điều đó không có gì là lạ, phải không? Chẳng qua đó chỉ là đi xa hơn một chút mà thôi. Và đi bằng linh hồn, bằng tâm linh, thay vì bằng thân thể. Chúng ta có hai cách để du lịch. Cho nên điều này rất hợp lý và rất dễ hiểu. Bây giờ chúng ta đang ở cảnh giới thứ hai. Tôi nên kể thêm gì nữa đây? Cho nên đó là cách mà chúng ta tiếp tục ở thế giới này. Nhưng đồng thời lại có được kiến thức về những thế giới khác. Quý vị hiểu không? Bởi vì chúng ta đi du lịch, cũng giống như quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc là công dân của quốc gia nào khác trên thế giới. Nhưng quý vị cũng có thể đi du lịch từ quốc gia này đến quốc gia kia để xem các nước láng giềng ra sao. Tôi đoán là phần đông quý vị ở Liên Hợp Quốc không phải gốc người Hoa Kỳ, đúng không? Bây giờ quý vị hiểu rồi, nó cũng giống như vậy. Chúng ta có thể đến tinh cầu khác hay cảnh giới khác để thông hiểu. Vì khoảng cách quá xa nên chúng ta không thể đi bộ. Không thể dùng hỏa tiễn, ngay cả dùng đĩa bay cũng không được. Có những thế giới thật xa, ngay cả đĩa bay cũng không thể bay đến được. Đĩa bay có nghĩa là một vật thể bay không xác định được, đúng không? Bên trong chúng ta có một thiết bị bay nhanh hơn bất cứ đĩa bay nào. Đó là linh hồn của chúng ta, đôi khi còn gọi là linh thể. Chúng ta dùng linh hồn để bay, không cần một nhiên liệu nào, không sợ cảnh sát, kẹt xe hay bất cứ trở ngại gì. Và cũng không cần phải lo có một ngày Ả Rập sẽ không bán dầu xăng cho chúng ta. Bởi vì công cụ này có thể tự túc, không bao giờ hư. Trừ khi chúng ta muốn hủy hoại nó bằng cách vi phạm giới luật của vũ trụ, vi phạm đến sự hài hòa trong trời đất, vốn là điều rất dễ tránh. Chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị, nếu quý vị muốn biết.
Chẳng hạn như tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi không phải là mục sư, đừng lo. Đừng lo, tôi không bắt quý vị phải đi nhà thờ. Tôi chỉ nói thí dụ mà thôi, trong vũ trụ có những giới luật mà chúng ta cần phải biết. Cũng như lúc lái xe cần phải hiểu luật giao thông vậy. Đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì chạy. Lái bên trái để xuống xa lộ, trên xa lộ tốc độ bao nhiêu, vân vân. Có những giới luật rất đơn giản trong vũ trụ vật chất. Nhưng ở siêu thế giới, ngoài vũ trụ vật chất này, thì không có giới luật gì cả. Lúc đó chúng ta tự do, được là công dân tự do, nhưng mình cần phải vượt qua khỏi thì mới có thể được tự do được. Bao lâu mà chúng ta còn sống ở thế giới này, còn mang thân thể này, thì phải cố gắng hết sức giữ mình trong vòng giới luật để tránh gặp rắc rối. Và công cụ giao thông của chúng ta mới không bị phương hại. Như vậy chúng ta mới có thể bay nhanh hơn, cao hơn mà không có vấn đề gì. Những giới luật này đều được ghi lại trong Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo và trong Kinh điển Phật Giáo hoặc trong Kinh Ấn Độ Giáo. Những giới luật rất đơn giản như là không hại người khác, không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, vân vân, không uống rượu gồm cả những chất ma túy của đời này. Có lẽ Đức Phật đã biết trước là vào thế kỷ thứ 20, chúng ta sẽ phát minh ra bạch phiến, cho nên Ngài nói không được dùng thuốc độc. Thuốc độc bao gồm các loại cờ bạc và tất cả những gì làm cho đầu óc chúng ta bị ràng buộc trong thú vui vật chất mà quên đi hành trình tâm linh. Nếu chúng ta muốn bay nhanh, bay cao và không gặp nguy hiểm, thì đây là những luật lệ vật chất giống như định luật vật lý. Khi muốn cho hỏa tiễn bay lên, các khoa học gia phải theo một số định luật. Chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng ta lại càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bởi vì chúng ta muốn bay cao hơn thế, cao hơn hỏa tiễn, nhanh hơn đĩa bay. Nhưng có một vài chi tiết có thể được giải thích thêm. Nếu quý vị muốn tìm hiểu, đó là lúc tâm ấn. Còn bây giờ tôi không muốn làm quý vị thấy chán với những giới luật này. Quý vị sẽ nói, tôi biết hết rồi. Tôi có đọc trong Thánh Kinh 10 giới luật phải không? 10 điều răn. Đúng ra, nhiều người đã đọc qua những giới luật này, nhưng lại không thật tình quan tâm, không hiểu được một cách sâu sắc, hoặc chỉ muốn hiểu theo ý riêng của mình, chứ không hiểu theo ý nghĩa chính xác. Cho nên đôi khi nhắc lại cũng không hại gì. Hoặc là để nghe thêm một chút ý nghĩa thâm sâu hơn của nó. Ví dụ trong Kinh Cựu Ước trang thứ nhất, Thượng Đế nói, ta tạo ra tất cả các loài vật để làm bạn với các ngươi và giúp đỡ các ngươi sẽ coi sóc cho chúng. Sau đó, Ngài nói, Ngài tạo ra thực phẩm cho loài vật. Mỗi loài đều có loại thức ăn khác nhau. Nhưng Ngài không bảo chúng ta ăn thịt loài vật, không có. Ngài nói, ta tạo ra trái cây, rau cải ngoài đồng và trái cây trên cành. Mùi vị ngọt ngào lại vừa đẹp mắt. Đó là thực phẩm của các ngươi. Nhưng đâu có bao nhiêu người để ý đến điều này. Và rồi có nhiều người tin theo Thánh Kinh vẫn tiếp tục ăn thịt mà không hiểu ý của Thượng Đế thật sự ra sao. Nếu đi sâu hơn vào nghiên cứu khoa học, chúng ta sẽ biết rằng loài người không thích hợp với việc ăn thịt. Hệ thống tiêu hóa của chúng ta, ruột, bao tử, răng, tất cả nói theo khoa học đều thích hợp với việc ăn chay mà thôi. Tảo nào phần đông đều bị bệnh, mau già, mệt mỏi và trở nên chậm chạp. Trong khi lúc sinh ra, họ rất sáng suốt và thông minh, nhưng cuối cùng thì họ chậm chạp, mỗi ngày càng chậm dần.
càng già càng cảm thấy tệ hơn. Đó là vì chúng ta làm hư hoại công cụ phi hành, đĩa bay của chúng ta. Cho nên nếu muốn sử dụng công cụ đó lâu hơn và an toàn hơn một chút, chúng ta cần phải săn sóc nó đàng hoàng. Chẳng hạn như chúng ta có một chiếc xe, quý vị ai cũng biết lái xe. Bây giờ nếu chúng ta đổ lộn xăng vào đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể nó chỉ chạy được mấy thước là ngừng lại. Quý vị không thể trách chiếc xe. Chúng ta đã đổ lộn nhiên liệu không thích hợp với nó. Hoặc là trong xăng có nước, phải không? Có thể chiếc xe cũng chạy được một quãng nhưng nó có vấn đề, đúng không? Hoặc là nhớt bị dơ, chúng ta không thay cho sạch. Nên tuy xe có thể chạy được một lát, nhưng rồi chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đôi khi xe phát nổ, chỉ vì chúng ta không chăm sóc chiếc xe của mình cho đàng hoàng, đúng không? Tương tự như vậy, thân thể của chúng ta cũng giống như chiếc xe. Chúng ta có thể dùng để bay từ đây cho đến vô tận, bay đến những cảnh giới có kiến thức khoa học rất cao. Nhưng đôi khi chúng ta làm cho thân thể bị hư hại, không dùng nó vào mục tiêu thích đáng. Chẳng hạn như chiếc xe đáng lẽ dùng để chạy hàng dặm đường, đưa chúng ta đến sở làm, đến gặp bạn bè, đi thăm những thắng cảnh khác nhau. Nhưng rồi chúng ta không chăm sóc kỹ lưỡng, đổ lộn xăng, không thay nhớt, không để ý đến bình nước và mọi thứ. Rồi nó chạy không được nhanh lắm và cũng chẳng được bao xa. Chúng ta chỉ đi được quanh sân cỏ, vòng quanh sân sau mà thôi. Như vậy cũng được, quý vị hiểu không? Nhưng có điều là chúng ta lãng phí mục đích mua xe, lãng phí tiền bạc, thời gian và năng lực của chúng ta. Chỉ vậy thôi, không trách ai được. Cũng không có cảnh sát nào sẽ phạt quý vị về chuyện đó cả. Quý vị chỉ lãng phí chiếc xe, lãng phí tiền bạc của mình, trong khi quý vị có thể đi được rất xa, thấy được nhiều thứ và ngắm được nhiều phong cảnh. Tương tự như vậy, chúng ta có thể sống ở thế giới này bằng nhục thể. Nhưng cần phải để ý rằng bên trong thân thể này có một công cụ có thể đưa chúng ta bay ra ngoài. Cũng giống như một phi hành gia ngồi trong hỏa tiễn vậy. Hỏa tiễn là phương tiện của họ. Họ phải chăm sóc chu đáo, không nên đi ngược lại định luật vật lý. Như vậy, chiếc hỏa tiễn mới bay được an toàn và nhanh chóng. Nhưng người phi hành gia bên trong mới quan trọng. Hỏa tiễn đó đưa họ đến nơi. Nhưng nó không phải là vật chủ yếu. Người phi hành gia và địa điểm đến mới là quan trọng. Nếu họ chỉ dùng hỏa tiễn để bay vòng quanh Long Island, thì chỉ lãng phí thời gian thôi, hiểu chưa? Và lãng phí tiền bạc của quốc gia. Cho nên thân người quý báu vô cùng, vì chủ nhân của chúng ta ngự ở bên trong. Đó là vì sao trong Thánh Kinh có nói, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thượng Đế, và Thượng Đế toàn năng ngự bên trong anh em, hoặc là Thánh Linh cũng như nhau. Nếu chúng ta bên trong có Thánh Linh hay Thượng Đế toàn năng, quý vị có thể tưởng tượng điều đó vĩ đại và quan trọng đến mức nào không? Nhưng nhiều người chỉ đọc lướt qua mà không hiểu được, không nhận thức được tầm quan trọng của câu nói đó và cũng không cố gắng tìm hiểu. Đó là lý do các đệ tử của tôi thích theo học giáo lý của tôi. Bởi vì họ có thể tìm được đấng đang ngự ở bên trong và những gì thuộc về siêu thế giới. Ngoài việc phấn đấu mỗi ngày kiếm tiền rồi đình công, và tất cả những vấn đề vật chất, bên trong chúng ta đẹp đẽ hơn, tự do hơn, nhiều kiến thức hơn. Và nếu chúng ta biết cách để câu thông, thì tất cả đều thuộc về chúng ta, vì chúng ta đã có sẵn bên trong, chỉ là vì chúng ta không biết chìa khóa đâu, và chúng ta đã khóa căn nhà này lâu lắm rồi. Nên bây giờ chúng ta quên mất là mình có bảo tàng này, chỉ có vậy thôi.
Người được gọi là Minh Sư là người có thể giúp chúng ta mở cánh cửa này và chỉ cho chúng ta thấy những gì thuộc về chúng ta từ nguyên thủy. Nhưng chúng ta cũng cần có thời gian đi vào bên trong và xem xét từng năng lực mà chúng ta có. Chúng ta đang nói về thế giới thứ hai, đúng không? Quý vị có thích tiếp tục đi nữa không? Dạ thích. Quý vị muốn biết tất cả mà không cần phải làm việc, không cần làm, được rồi. Nhưng ít ra cũng có người kể cho quý vị nghe quốc gia khác như thế nào, vì họ đã đến đó rồi, dù là quý vị chưa đến, đúng không? Ít ra quý vị cũng thích biết, hoặc có thể quý vị muốn đi. Sau cảnh giới thứ hai, tôi chưa kể hết về cảnh giới thứ hai, nhưng quý vị biết chúng ta không thể ngồi đây cả ngày. Sau cảnh giới thứ hai, quý vị có thể có thêm nhiều lực lượng hơn. Nếu quyết tâm và cố gắng tu hành, quý vị sẽ đạt đến cảnh giới thứ ba. Cái gọi là cảnh giới thứ ba là một cấp bậc cao hơn. Người đến cảnh giới thứ ba phải tuyệt đối sạch mọi nợ nần ở thế giới này. Tối thiểu là như vậy, quý vị hiểu không? Nếu còn nợ vì giáo chủ của thế giới vật chất này chi đó, chúng ta không thể lên cao được. Cũng giống như nếu quý vị là tội phạm của một nước nào, hồ sơ chưa được xóa, quý vị không thể qua được biên giới để đến các quốc gia khác. Nợ nần ở thế giới này bao gồm nhiều điều mà chúng ta đã làm trong quá khứ, hiện tại, và rất có thể là trong những ngày sắp tới của kiếp sống này. Tất cả nợ nần phải trả cho hết, cũng giống như là qua quan thuế vậy, trước khi chúng ta đi vào siêu thế giới. Nhưng khi đến thế giới thứ hai, chúng ta bắt đầu giải quyết những nghiệp chướng còn lại của quá khứ và hiện tại. Bởi vì nếu không có nghiệp chướng của quá khứ, chúng ta không thể nào hiện hữu trong kiếp này. Minh sư có hai loại. Một loại không có nghiệp chướng, nhưng mượn nghiệp chướng để xuống trần. Còn loại minh sư kia là người thường như chúng ta, nhưng nghiệp chướng đã được rửa sạch. Cho nên bất cứ ai cũng có thể trở thành một minh sư tương lai. Đôi khi vị minh sư từ một cảnh giới cao hơn mượn nghiệp chướng của chúng sinh để xuống trần. Nghe nói mượn nghiệp chướng, quý vị cảm thấy thế nào? Điều đó có thể được. Thí dụ, trước khi xuống trần gian, quý vị đã từng đến đây, đúng không? Quý vị đã cho và nhận từ những người khác nhau trong thế giới này, qua bao nhiêu thời đại hoặc rất nhiều trăm năm. Và sau đó, quý vị trở về thiên đàng, về nhà của quý vị. Một nơi rất xa xôi ở những cảnh giới khác nhau, tối thiểu là thế giới thứ năm. Thế giới thứ năm là nhà của các vị minh sư, nhưng cao hơn nữa vẫn còn có những cảnh giới khác. Khi chúng ta muốn trở lại thế giới này, vì lòng từ bi hoặc là do cha sai xuống làm một việc gì, ví dụ như vậy, thì chúng ta xuống trở lại. Và vì trong quá khứ đã có duyên với người khác, nên chúng ta có thể mượn họ một ít nghiệp chướng. Chỉ là nợ nần mà thôi, không có gì tốt đẹp về những người này cả. Chúng ta mượn một ít nợ, rồi chúng ta trả lại, hiểu không? Chúng ta trả từ từ bằng lực lượng tâm linh cho đến khi hoàn tất công việc trên thế giới này. Đó là một loại minh sư khác. Ngoài ra, còn có những minh sư được sinh ra ngay từ thế giới này. Sau khi tu hành, các ngài trở thành minh sư, cũng giống như là tốt nghiệp vậy. Cho nên, cũng như ở đại học, chúng ta có giáo sư và các sinh viên tốt nghiệp sau đó cũng trở thành giáo sư, hiểu không? Có những giáo sư thâm niên, cũng có giáo sư mới ra trường, vân vân. Tương tự, chúng ta cũng có những loại minh sư như vậy. Cho nên giờ đây, nếu muốn lên cảnh giới thứ ba, chúng ta phải hoàn toàn sạch nghiệp chướng. Nghiệp chướng là luật gieo nhân nào gặt quả nấy, phải không? Cũng giống như chúng ta gieo một hạt cam thì sẽ được cam. Gieo hạt táo thì sẽ có táo. Cho nên đó là điều gọi là nghiệp chướng. Karma là tiếng Phạn, có nghĩa là nhân quả.
Thánh Kinh không nói đến nhân quả, nhưng có nói gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, cũng giống nhau thôi. Thánh Kinh là một hình thức ngắn gọn của giáo lý Minh Sư. Và dù sao thì cuộc đời của Ngài cũng là một hình thức ngắn ngủi thôi. Vì vậy, trong Thánh Kinh không có giải thích nhiều. Và nhiều bản của Thánh Kinh cũng đã bị kiểm duyệt để phù hợp với những người được gọi là lãnh tụ phong trào. Không nhất thiết lúc nào cũng là người có tâm tu hành. Quý vị biết trong mọi lĩnh vực người ta bán và mua mọi thứ. Trong mọi khía cạnh của đời sống đều có người trung gian. Nhưng Thánh Kinh chân chính mà chúng tôi được biết thì hơi khác một chút. Dài hơn một chút, chính xác hơn và dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, vì không thể chứng minh được nhiều về chuyện này nên chúng tôi không bàn thêm để tránh trường hợp người ta cho rằng chúng tôi bất kính. Cho nên chúng tôi chỉ nói những gì có thể chứng minh được. Quý vị sẽ hỏi tôi, Ngài nói về cảnh giới thứ hai, cảnh giới thứ ba, thứ tư, vậy Ngài làm thế nào để chứng minh được? Tôi có thể chứng minh được. Nếu quý vị cùng đi một đường với tôi, quý vị sẽ thấy cùng một thứ, hiểu không? Nhưng nếu quý vị không đi thì tôi không thể chứng minh cho quý vị được. Đây là chuyện hiển nhiên. Cho nên tôi mới dám nói về những chuyện này, bởi vì có chứng minh, có bằng chứng. Bằng chứng của chúng tôi là hàng trăm ngàn đệ tử trên khắp thế giới. Cho nên chúng tôi có thể nói những chuyện chúng ta biết. Thí dụ, nếu chúng ta đi... Nhưng quý vị phải cùng đi với tôi. Bằng không, quý vị không thể nói là Ngài đi giùm cho tôi rồi kể cho tôi nghe và chỉ cho tôi mọi thứ. Tôi không làm như vậy được. Thí dụ, nếu tôi không có mặt ở Liên Hợp Quốc trong căn phòng này, dù có kể nhiều bao nhiêu về căn phòng này, tôi cũng không thật sự thể nghiệm được, phải không? Cho nên, chúng ta phải cùng đi với người hướng đạo có kinh nghiệm. Tôi có vài đệ tử ở trong phòng này. Họ thuộc các quốc tịch khác nhau và có một vài thể nghiệm mà tôi vừa nói với quý vị, được kể một phần và có khi kể hết. Sau cảnh giới thứ ba, đây không phải là tất cả nhé. Nhưng những gì tôi vừa nói với quý vị chỉ là một phần thôi. Đó giống như là một câu chuyện du lịch. Chỉ kể một phần nhỏ và cũng không chi tiết lắm. Ngay cả khi chúng ta đọc sách về một quốc gia nào, cũng không thật sự là quốc gia đó, đúng không? Cho nên chúng ta có nhiều sách về du lịch, về nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng chúng ta vẫn thích tự mình để đến đó, phải không? Chúng ta biết về Tây Ban Nha, Tenerife, Hy Lạp, nhưng đây chỉ là qua phim ảnh, qua sách vở. Chúng ta phải đến đó để thật sự thể nghiệm niềm vui đó. Các món ăn của họ, nước ngọt của vùng biển cả, thời tiết đẹp đẽ, người dân thân thiện và những bầu không khí mà chúng ta không thể kinh nghiệm được khi đọc sách. Cho nên giả sử quý vị vượt qua được cảnh giới thứ ba, rồi kế tiếp thì sao? Dĩ nhiên quý vị đi tới cảnh giới cao hơn, cảnh giới thứ tư. Cảnh giới thứ tư đã là rất phi thường rồi. Chúng ta không thể chỉ dùng ngôn ngữ thô sơ để mô tả những điều này với người thường. Sợ rằng sẽ làm phật lòng vị giáo chủ của cảnh giới này. Vì thế giới đó rất đẹp. Tuy rằng có vài nơi ở đó rất là đen tối, đen hơn là một đêm bị cúp điện ở Nữ Ước. Quý vị có bao giờ trải qua kinh nghiệm khi cả thành phố đều chìm trong bóng tối không? Có không? Còn đen tối hơn là như vậy nữa. Trước khi chúng ta đến ánh sáng, nó còn đen tối hơn như vậy. Nó giống như là một cấm thành. Trước khi đạt đến trí huệ của Thượng Đế, chúng ta phải ngừng lại ở đó. Nhưng với một vị minh sư kinh nghiệm, quý vị có thể qua được. Bằng không, chúng ta không thể nào tìm được đường đi trong một thế giới như vậy. Khi đạt đến những cảnh giới hiện hữu khác nhau, chúng ta không phải chỉ thể nghiệm những thay đổi về tâm linh,
mà cả thể chất cũng thay đổi, trình độ trí thức cũng thay đổi, cũng như mọi điều khác trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhìn cuộc đời bằng một cách khác, chúng ta đi đứng có khác, làm việc cũng khác. Ngay cả công việc hàng ngày của chúng ta cũng mang một ý nghĩa khác. Và chúng ta hiểu được tại sao chúng ta làm việc như vậy, tại sao chúng ta phải làm công việc này hay tại sao chúng ta phải thay đổi công việc. Chúng ta hiểu được mục đích của đời mình, nên không còn cảm thấy bồn chồn, nóng nảy, mà chờ đợi rất an toàn, kiên nhẫn cho đến khi sứ mệnh trên địa cầu của chúng ta được hoàn tất. Vì chúng ta biết mình sẽ đi đâu sau đó. Chúng ta biết điều đó khi còn sống, nên gọi là chết trong khi sống. Tôi đoán là có vài quý vị đã từng nghe qua những điều như vậy. Nhưng tôi không biết có vị minh sư nào có thể nói gì khác hơn là chúng ta phải tự mình thể nghiệm được niềm vui chân thật ở bên trong. Đâu có ai có thể tả chiếc xe Mercedes một cách khác được, đúng không? Nó có những thứ giống nhau, cho nên bất cứ ai làm chủ một chiếc Mercedes-Benz hay biết về xe đó cũng đều mô tả giống nhau, hiểu không? Nhưng đó không phải là chiếc xe Benz. Cho nên dù tôi có nói với quý vị bằng ngôn ngữ rất thông thường, nhưng đây không phải là những chuyện thông thường. Đây là những điều mà chúng ta phải tự mình thể nghiệm bằng cách nỗ lực tu hành với lòng thành tâm và dưới sự hướng dẫn. Như vậy an toàn hơn, dù có thể trong 1 triệu người cũng có một người tự mình đạt được. Nhưng với nguy hiểm, rủi ro và không có kết quả bảo đảm, không được an toàn lắm. Trong quá khứ, có vài người chẳng hạn như Swedenborg, ông tự mình đạt được. Hoặc như Guruji, nghe nói ông ta tự chứng đắc. Đi đến đích một mình. Nhưng khi tôi gặp những người làm như vậy, không phải là họ không bị nguy hiểm và nhiều khó khăn. Và cũng không nhất thiết là họ đều đạt được đẳng cấp cao nhất. Sau đó, quý vị sẽ đến một cảnh giới cao hơn. Sau cảnh giới thứ tư, quý vị đến cảnh giới cao hơn, nơi chốn của những vị minh sư là cảnh giới thứ năm. Tất cả các vị minh sư đều đến từ đó. Dù đẳng cấp của các ngài cao hơn cảnh giới thứ năm, các ngài sẽ ngự ở đó. Đó là nơi cư trú của các vị minh sư. Và bên trên nữa, còn có nhiều khía cạnh của Thượng Đế. Rất là khó hiểu. Tôi sợ sẽ làm một quý vị hoang mang. Cho nên có lẽ lần khác tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Hoặc có thể sau khi tọa tâm ấn, quý vị chuẩn bị hơn một chút. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe những điều tuyệt diệu ngoài sức tưởng tượng của quý vị. Và tại sao đôi lúc nhiều thánh ý của Thượng Đế bị hiểu lầm. Cho nên tôi hoan nghênh các câu hỏi của quý vị nếu có. Nếu quý vị muốn tôi ra về vì thấy chán quá, cũng không sao. Tôi cũng sẽ vui vẻ mà đi. Có câu hỏi nào không? Xin mời. Được, được. Ngài nói rằng minh sư có thể mượn nghiệp chướng của người khác. Phải. Trong trường hợp đó, nghiệp chướng của người này sẽ được xóa đi. Những người này kết quả sẽ ra sao? Nghiệp chướng sao chứ? Được xóa đi. Đúng vậy, minh sư có thể xóa sạch nghiệp chướng của bất cứ ai. Nếu ngài chọn để làm như vậy. Thật ra, tất cả các đệ tử lúc thọ tâm ấn, mọi nghiệp chướng quá khứ của họ phải được xóa sạch, chỉ còn để lại nghiệp quả trong hiện tại để họ có thể tiếp tục sống trong kiếp này. Bằng không, chúng ta sẽ chết ngay tức khắc. Nếu không có nghiệp chướng, chúng ta không thể nào sống ở đây. Cho nên, minh sư phải chỉ xóa nghiệp chướng tồn kho mà thôi, giúp người đó được sạch sẽ và giữ lại một chút nghiệp chướng để người đó tiếp tục sống, để làm những gì người đó cần phải làm trong kiếp này. Sau kiếp này là hết. Đó là lý do người đó có thể ra đi được. Bằng không, người đó làm sao ra đi cho dù kiếp này người đó sạch sẽ, nhưng sạch tới mức nào? Rồi còn kiếp trước thì sao? Quý vị hiểu không? Cảm ơn Ngài. Không có gì. Một câu hỏi rất thông minh.
Cho nên tôi nghĩ nãy giờ quý vị rất chăm chú. Còn câu hỏi nào không? Xin mời. Người kế bên. Mục đích tu hành của Ngài là gì? Mục đích là gì à? Ta chưa nói với quý vị sao? Dạ chưa. Là du hành siêu thế giới, trở về thiên quốc, biết được trí huệ của mình, trở thành một người tốt hơn ngay cả trong kiếp này. Có phải tất cả các cảnh giới đều có nghiệp chướng? Không phải cảnh giới nào cũng có, chỉ đến cảnh giới thứ hai thôi. Bởi vì đầu óc của chúng ta, não bộ của chúng ta, máy điện toán được chế tạo ở cảnh giới thứ hai. Khi chúng ta đi từ cảnh giới cao hơn xuống cảnh giới vật chất này, chẳng hạn như là phải làm việc gì đó, ví dụ ngay cả vị minh sư từ cảnh giới thứ năm xuống cảnh giới vật chất, Ngài phải đi qua cảnh giới thứ hai để nhận máy điện toán này, trang bị nó trong mình để làm việc ở thế giới này, cũng như một người lặn xuống dưới biển phải chuẩn bị mặt nạ dưỡng khí và mọi thứ khác. Mặc dù bản thân anh ta không có hình dáng buồn cười như vậy, khi anh ta mang mặt nạ dưỡng khí và độ lặn, trông giống như một con nhái vậy. Đôi lúc chúng ta trông cũng giống như vậy, với cái máy điện toán này và những chướng ngại vật chất. Bằng không, chúng ta hoàn toàn tuyệt đẹp. Dù bây giờ quý vị nghĩ là quý vị xinh đẹp, nhưng quý vị rất là xấu nếu so với hình dáng thật sự của quý vị, hiểu không? Là do tất cả những công cụ mà chúng ta phải mang vào để lặn sâu vào thế giới này làm việc. Cho nên sau khi đã qua được cảnh giới thứ hai để đi lên, chúng ta phải để lại máy điện toán này ở lại. Trên đó chúng ta không cần dùng đến nó nữa. Cũng như khi người thợ lặn lên đến bờ, anh ta tháo hết mặt nạ dưỡng khí và đồ lặn, trở lại hình dáng bình thường, phải không? Thưa, cảm ơn Sư Phụ. Ngài nói rằng khi đến tận cùng của thế giới thứ hai trước khi đi lên nữa, mình phải để tất cả nghiệp chướng của mình lại đằng sau. Đúng. Hay là thanh toán rửa sạch hết mọi nghiệp chướng. Phải, phải. Như vậy có bao gồm nghiệp chướng trong tiền kiếp mà mình lại phạm phải trong kiếp này? Đúng, bởi vì không còn máy điện toán đi ghi lại nữa. Chúng ta chỉ có nghiệp chướng là vì có máy điện toán này, có đầu óc, bộ não vốn được tạo ra để thâu lại mọi kinh nghiệm của thế giới vật chất này. Đó là lý do chúng ta có nó. Dù xấu hay tốt, chúng ta đều ghi lại đây. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Đó chỉ là những kinh nghiệm xấu hoặc tốt, phản ứng của chúng ta. Những kinh nghiệm học hỏi từ bao nhiêu kiếp. Và bởi vì chúng ta có cái gọi là lương tâm, chúng ta biết mình nên làm tốt và đôi khi chúng ta làm sai. Vì vậy, chúng ta gọi đó là nghiệp chướng. Những cái xấu đè nặng lên chúng ta. Cũng như mang nhiều hành lý do định luật sức hút của trái đất. Nó kéo chúng ta xuống và làm cho chúng ta khó mà leo lên núi được, hiểu không? Vì rất nhiều kỷ luật về đạo đức của thế giới này, rất nhiều luật lệ, tập quán, thói quen của những quốc gia khác nhau đã trói buộc chúng ta lại trong cái gọi là quan niệm về tốt, xấu, tội lỗi và trong sạch. Cho nên khi giao tiếp với loài người trong thế giới này, chúng ta có những kinh nghiệm về tốt và xấu, tội lỗi và trong sạch, tùy theo tập quán, phong tục, luật lệ trong nước, hiểu không? Nó tạo nên một thói quen để chúng ta suy nghĩ như vậy. Nếu làm điều này thì có tội, nếu làm điều kia thì là người xấu. Nhiều điều đó luôn luôn được thâu lại đây. Đó là lý do khiến chúng ta luân hồi, làm cho chúng ta bị ràng buộc với thế giới vật chất này. Hoặc thế giới cao hơn một chút nhưng chưa đủ cao. Chúng ta chưa đủ tự do, chưa đủ nhẹ để bay bổng lên trên bởi tất cả những quan niệm, những thành kiến này. Có phải mọi việc đã được định trước là chúng ta sẽ đạt được đẳng cấp nào trong mỗi kiếp khi chúng ta được sinh ra? Không, chúng ta có ý chí tự do để chạy nhanh hơn hay chậm hơn. Thí dụ như chiếc xe của quý vị đổ 100 lít xăng. Tôi không biết quý vị đổ bao nhiêu xăng, tôi không biết lái xe, quý vị có thể dùng nó để chạy nhanh và đến nơi nhanh hơn hay quý vị đi chậm.
Phải không? Đó là tùy quý vị. Vị kế bên. Hay quý vị muốn hỏi thêm? Không có à? Con chỉ muốn hỏi ngài về thiên thần. Thiên thần à? Họ thuộc đẳng cấp nào? Họ thuộc đẳng cấp nào à? Ồ, đó là tùy loại thiên thần nào. Những thiên thần hậu mệnh. Ồ, thiên thần hậu mệnh. Họ có thể đến từ cảnh giới thứ hai là cao nhất. Thiên thần thấp hơn con người. Không cao quý bằng. Họ có mặt để phục vụ cho chúng ta. Họ sẽ không bao giờ vượt khỏi đẳng cấp đó. Không. Trừ khi họ có thể trở thành người. Họ rất ganh với loài người. Vì loài người có Thượng Đế ngự bên trong. Chúng ta có tất cả những phương tiện để trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Còn thiên thần thì không. Điều này rất phức tạp. Ta sẽ nói với quý vị ngày nào khác, được không? Họ cũng được tạo ra để cho chúng ta sử dụng, biết không? Có những loại thiên thần khác nhau. Chẳng hạn, nếu điều gì do Thượng Đế tạo ra, thì đó là để phục vụ chúng ta. Quý vị hiểu không? Họ không cần phải vượt qua cảnh giới đó, hiểu không? Nhưng mà họ cũng có thể, đúng vậy. Đôi khi có những thứ được tạo ra mà không có một sự an bài thích nghi để cải tiến. Quý vị hiểu không? Ví dụ như, trong nhà quý vị có những thứ quý vị tạo ra vì tiện nghi riêng của quý vị, hiểu không? Mặc dù nó rất là tuyệt diệu. Chẳng hạn như quý vị ngồi đây và có thể bật đèn, tắt đèn ở mọi nơi trong nhà và ngoài vườn. Và bật tắt máy truyền hình là vì quý vị tự sáng chế ra nhưng chỉ để phục vụ cho quý vị. Bởi vì cho dù nó hơn hẳn quý vị về nhiều phương diện, chẳng hạn nó có thể được đặt ở đây và điều khiển mọi thứ và quý vị không thể làm như vậy được bằng sức người. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hơn quý vị, hiểu không? Nó được tạo ra với mục đích duy nhất là phục vụ cho quý vị. Dù nó hơn quý vị nhưng thật sự không phải vậy, hiểu không? Cái máy điện toán không bao giờ có thể làm người được. Được, được. Mời ông. Thưa Sư Phụ Thanh Hải, con muốn biết, bởi hiện giờ chúng ta đang ở trong thân thể này, có thể nào là vì chúng ta đã rơi xuống từ đẳng cấp vốn đã được giải thoát khỏi thân thể này? Có phải chúng ta lúc nào cũng ở trong tình trạng này? Hay là chúng ta lúc trước ở trong một trạng thái khác, đúng không? Hay là trước đây chúng ta đã ở trong một trạng thái tốt hơn? Hay là chỉ trong một trạng thái này mà thôi? Và thái độ nào hoặc khuynh hướng nào là tốt để tiến bộ một cách nhanh chóng? Xả bỏ thân thể này và tiến tới. Dạ, chúng ta có thể làm được nếu biết cách. Có nhiều phương pháp khác nhau để có thể bỏ thân thể này lại đằng sau và đi vào siêu thế giới. Một số đi không xa lắm, một số đi rất xa, và một số đi đến mức cuối cùng. Cho nên, theo sự so sánh của tôi, với những nghiên cứu khác nhau từ lúc tôi còn trẻ, quý vị biết bây giờ tôi trông vẫn còn trẻ, nhưng lúc đó tôi trẻ thật. Pháp môn này của chúng tôi là tốt nhất. Đi đến cảnh giới xa nhất, ở tận cùng thật xa. Có nhiều phương pháp khác nữa, nếu quý vị chọn để thể nghiệm qua. Quý vị có thể chọn, trên thị trường cũng có nhiều. Một số phương pháp có thể đưa đến cảnh giới Atula, một số đến được cảnh giới thứ hai, có phương pháp đi xa hơn, đến cảnh giới thứ ba hay thứ tư. Nhưng không có bao nhiêu phương pháp có thể đưa lên cảnh giới thứ năm. Cho nên pháp môn tu hành của chúng tôi là đưa quý vị đến cảnh giới thứ năm. Trước khi chúng tôi để quý vị tự do, hiểu không? Để cho quý vị đi một mình. Qua khỏi cảnh giới đó, chúng ta có thể tiến đến một khía cạnh khác của Thượng Đế, bên trên cảnh giới thứ năm, nhưng không phải lúc nào cũng thoải mái cả. Chúng ta luôn tưởng tượng rằng càng cao càng tốt. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ, đôi khi chúng ta đến một lâu đài tráng lệ và được mời vào phòng khách của người chủ. Chúng ta ngồi đó và được uống nước mát, có thức ăn đẹp đẽ, đủ tất cả. Rồi chúng ta nghĩ rằng mình nên đi sâu vào bên trong nhà một chút để ngắm. Rồi chúng ta sẽ vào chỗ đổ rác và nhiều thứ khác trong nhà. Không phải lúc nào cũng quan trọng.
Và có khi cũng đi vào nhà phát điện, chúng ta đi vào nhà phát điện bên ngoài, đằng sau căn nhà, rồi bị điện giật, có khi chúng ta chết ở đó. Cho nên không phải lúc nào cũng cần thiết hoặc nên đi sâu vào hơn. Nhưng chúng ta cũng có thể làm vậy để mạo hiểm, phải không? Thưa Sư Phụ Thanh Hải, con có hai câu hỏi. Thứ nhất, ký ức về tiền kiếp đến từ cảnh giới nào? Nếu chúng ta có thể nhớ lại kiếp trước. Câu hỏi thứ hai là những kiếp trước có liên hệ với những nghiệp chướng như thế nào? Với hiện tại phải không? Với nghiệp chướng hiện tại và sự hiểu biết trong hiện tại, có phải đó là những hành lý dư thừa không? Đúng, chúng quan hệ với nhau rất mật thiết. Câu hỏi thứ nhất, nghiệp chướng quá khứ đến từ đâu? Ký ức về tiền kiếp và... Quý vị có thể đọc hồ sơ về tiền kiếp, điều đó chắc chắn rồi. Và những tài liệu về tiền kiếp như tôi đã nói với quý vị là từ hồ sơ Akashic. Đó cũng như là một thư viện trong cảnh giới thứ hai. Ai đến đó đều có thể đọc được. Không phải ai cũng có thể vào thư viện của Liên Hiệp Quốc và có thể sử dụng thư viện này. Nhưng hôm nay tôi có thể đến, chẳng hạn vậy, vì tôi được mời đến Liên Hiệp Quốc để nói chuyện, đúng không? Không phải ai cũng đến được, nhưng quý vị có thể, bởi vì quý vị cũng là thường trú ở đây rồi, phải không? Tương tự như vậy, khi đến cảnh giới thứ hai, chúng ta có thể đọc được về tiền kiếp. Khi đến cảnh giới thứ nhất, ở phần nào đó, chúng ta có thể thấy được một chút tiền kiếp của người khác, nhưng không được cao cấp cho lắm và hồ sơ cũng không được đầy đủ hoàn toàn. Những kinh nghiệm trong kiếp trước liên hệ như thế nào với nghiệp chướng hiện thời? Chúng ta có thể nói đó là những kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi được để ứng phó với hiện kiếp. Quý vị hiểu không? Những gì quý vị thu thập được trong quá khứ, quý vị có thể mang ra thực hành trong kiếp này. Tương tự như vậy, quá nhiều kinh nghiệm xấu trong quá khứ sẽ làm cho quý vị cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy một số dấu hiệu rất giống như trong tiền kiếp. Ví dụ, nếu như trong kiếp vừa rồi, quý vị bị tai nạn té lầu và mang trọng thương trong bóng tối, không có ai giúp đỡ. Bây giờ, khi đi xuống lầu, quý vị sẽ cảm thấy hơi sợ sệt, nhất là khi đi xuống sâu, ở phía dưới tối. Quý vị sẽ cảm thấy một sự giằng co, không biết có nên đi hay không. Hoặc giả sử kiếp trước, quý vị đã học một nghiên cứu thật sâu trong một lĩnh vực khoa học nào đó, thì kiếp này quý vị sẽ thấy rằng mình vẫn còn rất thích để... Cho nên quý vị vẫn cảm thấy rất là... Quý vị cảm thấy thu hút bởi bất cứ một nghiên cứu khoa học nào. Mặc dù bây giờ quý vị không phải là khoa học gia nữa. Bất cứ những chuyện gì tương tự như vậy, đó là tại sao Mozart đã là một thiên tài khi mới 4 tuổi. Ông đi thẳng tới đàn dương cầm và trở nên nổi tiếng cho đến ngày nay, phải không? Ông là một thiên tài vì đã tập luyện qua biết bao nhiêu kiếp cho đến khi thành tạo. Nhưng sau đó ông qua đời, hiểu không? Trước khi đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, ông đã qua đời. Ông ta không hài lòng để ra đi, bỏ lại sự nghiệp. Bởi vì ông ta yêu thích âm nhạc. Cho nên ông đã trở lại, và tất cả những kinh nghiệm học hỏi được từ tài năng âm nhạc ngày xưa đã trở lại với ông. Bởi vì khi qua đời, ông đã có một ước vọng rất mãnh liệt để tiếp tục, hiểu không? Và những người như vậy học hỏi nhiều điều từ cảnh giới Atula hoặc cảnh giới thứ hai trước khi tái sinh vào thế giới này. Cho nên họ có khả năng thiên phú rất xuất chúng về khoa học, âm nhạc, văn chương hay về bất cứ phát minh nào mà người khác không biết. Những phát minh rất phi thường, người khác không thể nào hiểu được và cũng không bao giờ mơ là có thể phát minh được, bởi vì họ đã thấy qua, đã học qua. Vì vậy, có hai cách để học hỏi, ở thế giới này hay ở siêu thế giới. Những người được thiên phú hay xuất sắc như thiên tài là những người tài ba từ siêu thế giới. Như cảnh giới Atula, cảnh giới thứ hai, đôi khi từ cảnh giới thứ ba nếu họ chọn trở lại thế giới này. Họ rất xuất sắc, họ là thiên tài. Xin mời.
Nói rõ hơn về việc truyền tâm ấn của Ngài bao gồm những gì? Và khi một người thọ tâm ấn rồi, việc tu hành của họ hàng ngày gồm những gì? Trước hết, tất cả đều miễn phí và không có một ràng buộc nào cả. Ngoại trừ quý vị phải tự buộc lấy mình. Nếu muốn tiếp tục đi xa hơn. Cho nên điều kiện là không cần có kinh nghiệm chi cả. Không cần phải có kiến thức về bất kỳ pháp môn du già hay thiền định nào. Nhưng quý vị phải quyết tâm trường chay suốt đời. Không ăn trứng. Bất cứ thức ăn gì không có sát sinh thì không sao. Không được ăn trứng vì nó có liên quan đến nửa phần sát sinh, dù là trứng không thụ tinh. Trứng cũng có phẩm chất có khuynh hướng thu hút lực lượng âm. Đó là tại sao nhiều người sử dụng hắc bạch thần thông. Hoặc những người gọi là phù thủy dùng trứng để hút âm khí từ những người bị ma nhập. Quý vị có biết chuyện đó không? Quý vị biết hả? Ồ, như vậy tuyệt quá. Ít ra tôi cũng có chứng minh tức khắc, nếu không có khai ngộ tức khắc cho quý vị. Và sau khi thọ tâm ấn, lúc thọ tâm ấn, quý vị thể nghiệm được ánh sáng và âm thanh của Thượng Đế. Âm nhạc của linh hồn sẽ kéo quý vị lên một tầng tâm thức cao hơn. Quý vị sẽ hiểu được hương vị của nhập định, một cảm giác an lạc rất sâu. Và sau đó, quý vị tiếp tục tu hành ở nhà nếu quý vị thật tâm. Nếu quý vị không muốn, tôi không thể ép quý vị. Tôi không thể làm phiền quý vị nữa. Nếu quý vị tiếp tục và muốn tôi giúp cho hết con đường, thì tôi tiếp tục. Nếu không muốn, cách thức là như vậy đó. Mỗi ngày, ngồi thiền 2 tiếng rưỡi. Buổi sáng, quý vị thức dậy sớm. Hay trước khi đi ngủ, quý vị thiền 2 tiếng và có thể nửa giờ đồng hồ trong lúc nghỉ trưa. Khi tôi không đến đây thuyết giảng, quý vị có 1 tiếng đồng hồ ăn trưa, quý vị có thể lánh vào một nơi nào đó để thiền. Như vậy là 1 tiếng rồi, phải không? Và buổi tối, quý vị thiền thêm 1 tiếng hay nửa tiếng. Rồi buổi sáng, quý vị thức dậy sớm hơn 1 tiếng. Điều chỉnh lại cuộc sống của quý vị. Bớt xem truyền hình, bớt nói chuyện nhảm, bớt điện thoại, bớt xem báo. Như vậy quý vị sẽ có rất nhiều thời giờ. Thật ra chúng ta có rất nhiều thời giờ, nhưng đôi khi chúng ta lãng phí thời giờ của mình. Cũng như chiếc xe của chúng ta cứ chạy sang sau trong nhà thay vì đi đến Long Island. Quý vị có hài lòng với câu trả lời không? Có không? Được. Ngoài ra không có gì khác nữa, không có điều kiện gì cả, trừ việc quý vị quyết tâm tu hành suốt đời. Và mỗi ngày quý vị thể nghiệm những thay đổi tốt đẹp hơn, cũng như những phép lạ khác nhau trong đời sống. Không phải là quý vị mong ước điều đó, nhưng nó tự nhiên xảy ra, hiểu không? Và lúc đó, quý vị thật sự thể nghiệm thiên đàng tại thế là như thế nào? Nếu quý vị thật tâm về chuyện đó, đó là lý do mà hàng trăm ngàn đồng tu chúng tôi vẫn còn tiếp tục. Vẫn còn theo tôi đã nhiều năm rồi, đúng vậy. Bởi vì họ có thể nghiệm ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi vì họ thật tâm về việc đó và thật sự tu hành. Được, xin mời. Ở phía trước hay đằng sau? Quý ông trước. Xin Ngài giải thích về bản chất của siêu thức. Bản chất của siêu thức. Điều này khó giải thích, nhưng quý vị có thể dùng trí thông minh để tưởng tượng. Đó cũng giống như là trí huệ. Như quý vị biết được điều gì hơn những gì quý vị có thể biết được trước kia. Quý vị biết được những gì thuộc về siêu thế giới và những gì ở thế giới này mà trước đây quý vị không biết. Quý vị hiểu được nhiều điều mà quý vị không hiểu hay chưa hiểu trước đây. Đó là siêu ý thức. Và cũng vào lúc quý vị khai mở ý thức này, hoặc cái gọi là trí huệ, quý vị sẽ biết được quý vị thật sự là ai. Tại sao quý vị ở đây ngoài thế giới này còn có những gì? Và còn ai nữa ngoài những công dân trên địa cầu này, hiểu không?
Có rất nhiều thứ. Cho nên đẳng cấp của tâm thức là những trình độ khác nhau của sự hiểu biết. Cũng như là tốt nghiệp đại học. Quý vị càng học thì càng biết nhiều, cho đến khi ra trường. Quý vị có vừa ý không? Khó mà giải thích được những gì trừu tượng, nhưng tôi đã cố gắng rồi. Vị nữ ở đằng trước. Đó là một loại ý thức khó mà giải thích được về ý thức. Khi quý vị đi đến một cảnh giới khác, một cảnh giới cao hơn, ý thức của quý vị cũng khác biệt. Quý vị nhận biết sự việc khác hơn, cảm giác khác hơn. Quý vị cảm thấy hoàn toàn an bình, tĩnh lặng, đầy phúc lạc. Quý vị không còn lo lắng gì cả. Mọi việc trong đời sống hàng ngày sẽ trở nên minh bạch đối với quý vị. Quý vị biết cách để đảm đang công việc và ứng phó với mọi vấn đề một cách tốt hơn. Ngay cả cảnh giới vật chất cũng đã thấy có ích lợi rồi. Và bên trong quý vị cảm thấy thế nào, chỉ có quý vị biết mà thôi. Rất khó mà giải thích những chuyện này. Cũng như quý vị kết hôn với cô gái mà quý vị yêu. Cảm giác như thế nào, chỉ có mình biết mà thôi, phải không? Không phải một ai khác có thể cảm nhận điều đó giùm quý vị. Kính thưa sư phụ, cảm ơn Ngài đã soi sáng cho chúng con. Con không biết Ngài có thể giảng về một điều mà lương tâm con vẫn còn thắc mắc. Tại sao hiện nay trên địa cầu lại có nhiều minh sư ban cho chúng ta cơ hội học hỏi một cách nhanh chóng, trong khi ngày xưa lại rất khó khăn? Xin sư phụ giải thích điều đó. Được, chắc chắn rồi. Bởi vì trong thời đại của chúng ta, việc thông tin dễ dàng hơn, nên chúng ta biết được nhiều hơn về các vị minh sư. Không phải là trong quá khứ không có minh sư hay là không gặp được minh sư. Dĩ nhiên, sự thật là có những vị minh sư khó gặp hơn những vị minh sư khác. Điều đó tùy sự lựa chọn có các ngài có sẵn sàng để cho hay không, hay là tùy duyên đối với đại chúng. Nhưng dù sao, bất cứ thời đại nào cũng có 1, 2, 3, 4, 5 vị minh sư. Tùy theo nhu cầu và thời đó. Chỉ có điều là chúng ta ý thức hơn về sự hiện hữu của các minh sư khác nhau. Có thể là đẳng cấp của minh sư khác nhau. Bởi vì vào thời này, chúng ta may mắn có được phương tiện truyền thông quảng đại. Có truyền hình, truyền thanh và sách vở. Chúng ta có thể in ra hàng triệu, hàng tỷ quyển rất nhanh. Vào thời xưa, muốn in một quyển sách, chúng ta phải đốn nguyên một cái cây xuống trước và dùng búa thô sơ. Rất mau hư, chẳng mấy chốc trở thành vô dụng. Và chúng ta phải dùng đá để mài đủ mọi thứ hết, rồi phải cắt từng chữ một. Khi quý vị muốn chép lại toàn bộ kinh thánh, phải mất cả một phái đoàn, hiểu không? Phải dùng xe vận tải lớn nếu như lúc đó có xe vận tải. Cho nên đó là tại sao chúng ta biết được nhiều minh sư, hiểu không? Đó là một điều may mắn. Được chọn lựa là một điều rất tốt cho quý vị. Quý vị có thể chọn lựa những gì mình muốn. Cho nên không ai có thể dối gạt quý vị và nói rằng họ giỏi nhất. Quý vị có thể so sánh và dùng trí huệ, trí thông minh của mình để phán đoán. Người này khá hơn, tôi thích người kia hơn. Bà này coi mặt dễ sợ quá. Ồ, người kia thật là xấu. Vậy thì câu hỏi của con là, bởi Ngài đã nói đến sự chọn lựa, Ngài có nhận truyền tâm ấn cho một người đã thọ tâm ấn với một minh sư khác không? Tôi chỉ nhận khi nào người đó thật sự tin rằng tôi có khả năng hơn để đưa họ đến một cảnh giới cao hơn và nhanh chóng hơn. Bằng không, tốt hơn là người đó cứ ở lại với thầy cũ. Nếu như họ cảm thấy còn lưu luyến và đặt nhiều niềm tin nơi vị thầy đó, nếu quý vị tin rằng thầy của quý vị là giỏi nhất rồi thì đừng thay đổi. Nếu quý vị vẫn còn nghi vấn, vẫn chưa có được ánh sáng và âm thanh như tôi đã nói qua, thì quý vị nên thử xem. Bởi vì ánh sáng và âm thanh là tiêu chuẩn để đo lường một chân sư. Nếu người nào không thể cho quý vị thể nghiệm ánh sáng hay âm thanh liền lập tức, người đó không phải là minh sư thật.
Tôi đã làm tiếc vì phải nói điều đó. Con đường dẫn đến thiên đàng được trang bị bằng ánh sáng và âm thanh. Cũng như khi lặn xuống lòng biển sâu, quý vị phải được trang bị bằng mặt nạ dưỡng khí và mọi thứ. Những thứ, có những thứ dùng cho những mục đích khác nhau, phải không? Đó là tại sao quý vị thấy các vị thánh đều có hào quang, phải không? Đó chính là ánh sáng. Khi tu pháp môn này, quý vị cũng phát ra ánh sáng như vậy, giống như kiểu họ vẽ hình Chúa Giêsu, và người ta có thể nhìn thấy được. Nếu có thần thông, người ta có thể nhìn thấy được ánh sáng của quý vị. Đó là tại sao người ta vẽ hình Chúa Giêsu có hào quang, và họ vẽ hình Đức Phật với ánh sáng chung quanh. Quý vị có thể thấy một người tu hành cao có ánh sáng này. Nếu như trí huệ của quý vị đã được khai mở, nhiều người có thể thấy được điều đó. Quý vị đã có ai thấy qua chưa? Có ai đây thấy không? Anh à, anh thấy được gì? Con thấy được hào quang ạ. À. Phải, nhưng hào quang khác với ánh sáng. Hào quang có nhiều màu khác nhau, có khi màu đen, có khi màu cà phê, và đôi khi màu vàng hay màu đỏ. Tùy theo tính khí của họ lúc đó. Nhưng khi quý vị nhìn một người với ánh sáng tâm linh thật rõ rệt, quý vị biết có sự khác biệt, đúng không? Vị nữ đằng sau, đưa cho cô ấy. Phải, người đó. Đây thật ra không phải là câu hỏi. Trước đây con có tập phép du già Raja một thời gian. Du già Raja, con nghĩ rằng con cũng có thể nhìn được hào quang. Lúc đó con cũng chưa hiểu biết nhiều lắm. Hiểu. Bây giờ cô không thấy. Chỉ thấy đôi khi thôi. Dạ không, bây giờ con không còn thiền nữa. Ồ, đó là lý do con mất lực lượng. Nên thiền trở lại nhé. Dạ. Nếu còn tin tưởng vào pháp môn đó thì quý vị nên thiền. Nó cũng giúp quý vị đến một mức nào. Không có hại gì. Con thấy trong tờ giấy có ghi năm giới luật. Phải. Khi tạo tâm ấn rồi, mình phải sống theo năm giới luật đó. Phải. Đó là những luật lệ của vũ trụ. Con không hiểu về giới tà dâm. Điều đó có nghĩa là nếu đã có chồng rồi, quý vị đừng nên nghĩ về người thứ hai nữa. Dạ. Rất là đơn giản. Giữ cho cuộc sống được đơn giản, không phức tạp, không bất hòa về tình cảm. Bởi vì nó làm tổn thương cảm xúc của người khác. Chúng ta không làm hại người khác, kể cả lĩnh vực tình cảm. Đó là như vậy. Chúng ta cố gắng tránh những va chạm, tránh những đau khổ về tình cảm, thể xác và tinh thần của mọi người, nhất là người thân yêu của mình. Chỉ có vậy thôi. Nếu quý vị đã có người khác rồi thì đừng kể cho ông chồng nghe. Nếu quý vị nói thì anh ấy sẽ càng đau khổ hơn. Cứ từ từ giải quyết vấn đề một cách âm thầm và đừng thú tội gì với anh ta. Bởi vì đôi khi có người nghĩ là nếu họ ngoại tình, rồi về nhà thú thật với vợ hay chồng, như vậy là sáng suốt và thành thật. Điều đó vô lý lắm, không tốt gì cả. Quý vị đã làm lỗi rồi, tại sao còn phải mang rác rưởi về nhà cho người khác nữa? Nếu anh ta không biết gì về chuyện đó, anh ta không đến nỗi đau khổ lắm, hiểu không? Biết về chuyện đó sẽ rất là đau lòng. Cho nên chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề và đừng để nó tái diễn nữa, chỉ có vậy thôi. Tốt hơn là đừng nói với người bạn đời của mình về chuyện này, vì nó sẽ làm đau lòng họ, đau lòng người hồng phối. Con để ý thấy nhiều vị minh sư rất là vui tánh. Phải, tánh khôi hài có liên quan gì tới việc tu hành? Tôi hiểu rồi. Tôi đoán rằng họ chỉ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng về mọi việc. Có thể họ tự cười chính họ và cười người khác, cười những điều buồn cười trong cuộc đời này. Có biết bao nhiêu người quá bám chặt và quá khẩn trương đối với đời sống. Khi tu hành rồi, chúng ta thư thả hơn và không còn cảm thấy nó quá nghiêm trọng nữa. Nếu ngày mai có chết thì chết, nếu sống thì sống. Nếu chúng ta mất hết tất cả thì mất hết tất cả. Nếu chúng ta có tất cả thì có tất cả. Chúng ta có đủ trí huệ và khả năng sau khi khai ngộ để chăm sóc bản thân trong mọi hoàn cảnh. Cho nên chúng ta không sợ gì cả. Chúng ta không còn sợ hãi, âu lo.
Đó là tại sao chúng ta thư thả, cảm thấy không còn quyến luyến thế giới này. Những gì chúng ta được hay mất không còn ý nghĩa gì nhiều đối với chúng ta nữa. Nếu chúng ta được nhiều thứ, đó là chỉ vì lợi ích của người khác thì chúng ta cúng dường cho họ. Và vì lợi ích của người thân nữa, bằng không chúng ta không xem cuộc đời của mình quá quan trọng. Đến nỗi phải trải qua những sự giằng co và đau khổ để mà duy trì nó. Nếu chúng ta duy trì nó, điều đó cũng không sao. Nhưng không có nghĩa là chúng ta ngồi đó suốt ngày trên giường đinh và thiền định. Chúng ta cũng phải làm việc, hiểu không? Chẳng hạn, tôi vẫn còn làm việc. Tôi vẽ tranh, làm thủ công để sinh nhai. Tôi không muốn nhận tiền cúng dường của bất cứ một ai. Thậm chí tiền tôi kiếm được rất nhiều, tôi có thể giúp đỡ người khác. Tôi cứu trợ người tị nạn, nạn nhân thiên tai, đại khái vậy. Tại sao chúng ta lại không làm việc? Chúng ta có quá nhiều tài ba và khả năng. Cuộc sống rất là dễ dàng đối với chúng ta sau khi khai ngộ. Cho nên chúng ta cảm thấy không cần phải lo lắng gì nữa, hiểu không? Chúng ta chỉ tự nhiên cảm thấy thong thả, nhờ vậy tánh khôi hài được nảy sinh. Tôi đoán là như vậy, đúng không? Quý vị có thấy tôi khôi hài không? Dạ có. Được. Như vậy chắc tôi cũng là một minh sư gì đó, phải không? Thì cứ hy vọng như vậy cho lợi ích của quý vị. Để quý vị không phải phí 2 tiếng đồng hồ nghe một người không khai ngộ, lãng phí thời giờ. Có câu hỏi gì khác không? Thưa Sư Phụ Thanh Hải, một dọc câu hỏi tràn ngập trong đầu con. Con sẽ nói hết ra và Ngài có thể trả lời bất cứ câu nào cũng được. Bất cứ câu nào trong 108 câu. Chúng ta, những linh hồn tầm đạo lúc nào cũng có câu trả lời. Và có những lý thuyết, những mẫu chuyện. Con chỉ muốn nghe Ngài giảng về những điều này. Câu đầu tiên, chúng ta là ai? Con là ai? Con đã làm gì để đi đến tình huống phải trở về nhà? Con đã rời nhà như thế nào? Tại sao về nhà lại là điều quan trọng? Ngài có nói đến việc trở về cảnh giới thứ năm và không nhất thiết là phải lên cao hơn cảnh giới đó. Nhưng nếu có cảnh giới cao hơn đó thì mục đích của nó là gì? Nó liên hệ với con như thế nào nếu con thật sự không phải về nơi đó? Những câu hỏi như vậy. Được, từng câu một. Tôi nghĩ tôi sẽ trả lời nhóm câu hỏi này trước. Nhóm câu hỏi đầu tiên xoay quanh vấn đề quý vị là ai? Tại sao quý vị đến đây và tại sao quý vị phải trở về nhà? Tại sao chỉ là thứ năm mà không phải là thứ sáu, đúng không? Đơn giản thôi. Bây giờ đã bắt đầu khôi hài rồi. Về câu hỏi tôi là ai? Quý vị có thể đi hỏi một thiền sư ở nước ước có rất nhiều. Quý vị có thể xem điện thoại niên giám mà tìm một người. Tôi không chuyên môn về chuyện này. Về câu thứ nhì, tại sao quý vị đến đây? Có lẽ là quý vị thích đến, hả? Nếu không thì ai có thể ép chúng ta đến đây khi chúng ta là con cái của Thượng Đế? Được gọi là con của Thượng Đế thì cũng giống như là chính bản thân của Thượng Đế rồi, phải không? Một vị hoàng tử thì cũng giống như là nhà vua vậy. Ở một vài phương diện nào đó, ít nhiều cũng giống như nhà vua hay là vị vua tương lai, cho nên chỉ khi nào ông ta muốn đến đâu thì mới đến đó. Dù sao thì chúng ta cũng có ý chí tự do để lựa chọn ở thiên đàng hay là ở một nơi nào khác để thể nghiệm chính mình. Đó có lẽ là vì lúc ban đầu, nhiều năm về trước, quý vị đã chọn lựa đến đây để học hỏi những gì mạo hiểm hơn, kinh sợ hơn. Có những người thích cảm giác mạnh, quý vị biết đó. Chẳng hạn như một vị hoàng tử có thể ở trong cung điện, nhưng cũng có thể đi lang thang trong rừng vì rất thích thám hiểm thiên nhiên.
Có thể là như vậy, phải không? Có thể là chúng ta ở trên thiên đàng đã quá lâu, đã quá chán rồi. Bởi vì chuyện gì cũng đã được tạo sẵn cho chúng ta và giao đến tận cổng lâu đài. Nên chúng ta muốn tự mình làm chi đó cho chính mình. Cũng giống như trong hoàng gia. Đôi khi họ muốn tự mình nấu nướng và không muốn có người hầu bên cạnh. Rồi họ bị dính sốt cà chua và dầu ăn khắp nơi. Nhưng là thích như vậy, quý vị biết đó. Không giống vẻ hoàng tử chút nào, nhưng họ thích như vậy. Cho nên, thí dụ như tôi có người lái xe cho tôi. Bất cứ khi nào tôi đến, người ta cũng muốn làm tài xế cho tôi. Nhưng đôi khi tôi thích tự lái một mình. Tôi có loại xe ba bánh không có khói. Tôi lái và chạy bằng điện 10 dặm một giờ. Không phải 10 cây số một giờ. Tôi thích chạy vòng quanh như vậy. Đôi khi tôi thích, bởi vì bất cứ nơi nào tôi đến, người ta để ý tôi rất nhiều. Nên đôi khi tôi muốn đến chỗ nào mà người ta không biết tôi. Tôi rất mắc cỡ, trừ lúc tôi phải giảng pháp. Bởi vì lúc đó là một bổn phận. Từ khi tôi trở thành, từ lúc người ta tìm ra tôi và làm cho tôi nổi tiếng cho đến bây giờ. Tôi không thể thường xuyên chạy trốn được nữa. Nhưng đôi khi tôi cũng bỏ chạy cả 2-3 tháng. Cũng giống như một cô vợ được nuông chiều lại chạy trốn ông chồng. Đó là sự chọn lựa của tôi, quý vị thấy không? Cho nên có lẽ là quý vị chọn đến ở đây một thời gian. Cũng có lẽ bây giờ là lúc quý vị muốn đi, bởi vì quý vị đã học cái thế giới này đã đủ rồi. Quý vị cảm thấy không còn gì khác hơn để học nữa. Quý vị chán du lịch rồi. Quý vị muốn nghỉ ngơi, về nhà, nghỉ một lúc trước đã. Rồi sau đó xem mình có muốn thực hiện một chuyến viễn du nào nữa không? Tôi chỉ có thể nói đến như vậy thôi. Tại sao quý vị phải về nhà? Tại sao là cảnh giới thứ 5 mà không phải là thứ 6? Đó là tùy quý vị. Sau cảnh giới thứ 5 rồi, quý vị có thể đi bất cứ nơi nào quý vị muốn. Trên đó còn rất nhiều cảnh giới cao hơn. Quý vị hiểu không? Chỉ có điều là ở đó thoải mái hơn, trung hòa hơn. Càng lên cao thì càng mạnh hơn, có thể là vậy. Quý vị có thể đi một thời gian, nhưng quý vị muốn nghỉ ngơi, chẳng hạn vậy. Chẳng hạn nhà của quý vị rất đẹp, nhưng có vài nơi nào đó trong nhà là phòng vệ sinh. Quý vị không muốn nghỉ ngơi ở đó mãi, mặc dù đó là bên trong nhà của quý vị. Nhưng nhìn lên đồi càng cao càng đẹp. Nhưng đó không phải là chỗ để nghỉ ngơi, hoặc là nơi phát điện trong nhà quý vị. Máy phát điện ồn ào, tiếng động lớn, nóng và nguy hiểm. Cho nên quý vị sẽ không muốn ở đó mặc dù nó rất ích lợi cho căn nhà của quý vị. Có vậy thôi. Có nhiều khía cạnh của Thượng Đế mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta luôn tưởng tượng được rằng càng lên cao thì tình thương sẽ càng nhiều hơn. Nhưng có nhiều loại tình thương khác nhau. Có loại tình thương rất mãnh liệt, có loại mạnh mẽ, có loại nhẹ nhàng, có loại trung hòa. Cho nên, tùy sức chịu đựng của chúng ta, Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta những mức độ tình thương khác nhau. Đúng vậy. Những cảnh giới khác nhau có những mức độ tình thương khác nhau từ Thượng Đế. Nhưng đôi khi nó mãnh liệt quá, chúng ta có cảm tưởng là bị xé tơi ra thành từng mảnh. Đúng vậy. Con thấy rất nhiều sự hủy hoại môi sinh. Đúng. Sự tàn nhẫn đối với loài vật. Đúng vậy. Con muốn biết Ngài nghĩ gì về điều này. Và Ngài có lời khuyên gì cho những người đang cố gắng để giải thoát khỏi thế giới này bằng cách tu hành, đồng thời ứng phó với môi trường chung quanh họ và những thảm hại xung quanh họ? Ngài có nghĩ rằng vượt khỏi thế giới này là đủ để nhận thức được những gì chúng ta để lại sau lưng? Hay Ngài nghĩ rằng nhân loại có bổn phận phải cố gắng để giảm bớt khổ đau? Điều đó có mang lại lợi ích gì không? Có chứ, có chứ. Ích lợi nhất là cho chúng ta, cho lương tâm của chúng ta, để chúng ta cảm thấy rằng mình đang làm một cái gì đó và chúng ta đã cố gắng hết sức để giảm bớt nỗi khổ của đồng bào chúng ta. Tôi cũng làm như vậy. Những gì quý vị vừa hỏi tôi đang làm, tôi đã làm, tôi đang làm và tôi sẽ còn làm. Tôi đã nói với quý vị rồi, tài chính của chúng tôi đôi khi được mang phân phối cho nhiều đoàn thể khác nhau hay nhiều nơi khác nhau khi họ gặp tai ương.
Tôi không thích nói nhiều về chuyện này. Nhưng vì quý vị đã hỏi, chẳng hạn như chúng tôi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt tại Ao Loan Việt Nam và nạn nhân lũ lụt ở Trung Hoa, vân vân. Chúng tôi hiện đang cố gắng giúp người tị nạn Ao Loan để giúp bớt gánh nặng của Liên Hiệp Quốc. Quý vị hiểu không? Đó là trong trường hợp Liên Hiệp Quốc muốn chúng tôi giúp đỡ. Nhưng chúng tôi có cố gắng. Bây giờ hiểu chưa? Chúng tôi giúp đỡ họ bằng tài chính, ủng hộ và cũng có thể giúp họ định cư nếu Liên Hiệp Quốc cho phép. Với sự gia ân của Liên Hiệp Quốc, hiểu không? Cho nên chúng tôi làm tất cả những điều này mà quý vị yêu cầu. Cũng quý vị chúng ta đang ở đây. Nhân tiện chúng ta làm sạch môi trường của mình càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng tôi giúp những đau khổ đó và chúng tôi giúp cải thiện tiêu chuẩn đạo đức của thế giới về tâm linh cũng như vật chất. Bởi vì có người không muốn nhận sự giúp đỡ tâm linh của tôi. Họ chỉ muốn giúp đỡ về vật chất, nên chúng tôi giúp họ về vật chất. Đó là những gì chúng tôi đang làm. Đó là lý do tôi phải làm việc để kiếm tiền. Đó là vì sao tôi không muốn sống nhờ sự cúng dường của người khác, hiểu không? Tất cả những người xuất gia và các đệ tử của tôi đều phải làm việc, cũng như quý vị vậy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giúp đỡ về mặt tâm linh, giúp đỡ những đau khổ, giảm bớt nỗi khổ trên thế giới. Chúng tôi phải làm điều đó. Không phải là chúng tôi nhập định cả ngày và hưởng thụ. Như vậy là một vị Phật rất ích kỷ. Chúng ta không cần vị Phật như vậy ở đây. Ngài có nói về một cảnh giới nơi người ta ý thức được họ có lực lượng đến từ sự nhận thức đó. Bây giờ, giả sử một người ý thức được những lực lượng này, người đó không biết là họ có, nhưng lại có ý thức về nó, có cảm giác là họ có. Làm thế nào để sử dụng hay không sử dụng lực lượng đó? Nếu không sử dụng, thì làm sao để đừng trở nên thiếu kiên nhẫn trước tiến trình đang xảy ra xung quanh? Giống như khi thấy tiến triển diễn ra một cách chậm chạp, phàm phu, khi biết rằng chỉ còn cách là cầu nguyện hay là một việc gì khác, để mong tìm được một giải pháp tốt hơn hay nhanh hơn. Hiểu? Như vậy có nghĩa là sao? Và làm cách nào để sử dụng lực lượng đối với ân điển gia trì để nó thể hiện một cách tốt đẹp? Ngài có hiểu ý của con không? Tôi hiểu. Quý vị muốn nói là khi chúng ta có quyền năng để thay đổi sự việc và khi công việc cứ lòng vòng theo thủ tục hành chánh chậm chạp, làm sao quý vị có đủ kiên nhẫn để chịu đựng nổi, đúng không? Hay là quý vị chỉ cầu nguyện hay làm phép gì đó hoặc chỉ một ngón tay để thúc đẩy, đúng không? Không, tôi có kiên nhẫn. Bởi vì chúng ta phải làm việc theo tốc độ của thế giới này để đừng làm cho nó xáo trộn. Chẳng hạn như một đứa bé không thể chạy được. Không phải vì quý vị gấp gáp hay là vì quý vị muốn chạy và làm cho nó bị vấp ngã. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn. Dù có thể chạy, chúng ta phải đi chậm với đứa bé. Đó là tại sao đôi khi tôi thấy bực bội và kém nhẫn nại. Nhưng tôi phải tập cho mình phải kiên nhẫn. Đó là tại sao tôi phải đi đến và cúi đầu trước một tổng thống này đến một tổng thống khác để họ nhận người tị nạn, dù là chúng tôi muốn đóng góp mọi tài trợ. Chúng tôi phải qua hệ thống hành chánh. Hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar, hiểu không? Tôi sẽ không điều khiển quý vị, hay thậm chí chỉ tay vào Liên Hiệp Quốc, làm cho họ phải chạy. Không, không, chúng ta sẽ tạo thảm họa trên thế giới này, nếu dùng thần thông vật chất, hiểu không? Nó phải tiến triển theo cách của nó. Nhưng chúng ta có thể nâng cao tâm thức của con người bằng sự hàn gắn về tâm linh, bằng trí huệ, bằng kiến thức tâm linh, truyền đạt cho họ kiến thức để họ sẵn sàng làm và hợp tác. Đó là cách tốt nhất để không phải sử dụng thần thông. Tôi không bao giờ cố ý dùng thần thông trong bất cứ khía cạnh nào trong đời sống. Nhưng phép lạ vẫn xảy ra quanh những người tu hành. Điều đó rất tự nhiên nhưng không phải là cố ý. Quý vị hiểu không? Đừng cố miễn cưỡng điều gì, như vậy không tốt. Em bé không thể chạy được. Được không? Quý vị có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Nếu câu trả lời không hợp ý quý vị, xin cho tôi biết, vì tôi có thể giải thích thêm.
Nhưng tôi tin rằng quý vị rất thông minh. Quý vị là những người được chọn lọc và thông minh nhất từ tất cả các quốc gia. Cho nên tôi không giải thích nhiều. Còn câu hỏi gì nữa không? Phía sau kia. Chúng ta có được Liên Hợp Quốc là điều tốt. Nhân tiện, tôi phải nói điều này. Chúng ta chấm dứt được nhiều tranh chấp và chiến tranh trên thế giới. Dù không thể giảm thiểu được hoàn toàn, nhưng tôi đọc sách của quý vị về Liên Hợp Quốc, mọi người đều là Liên Hợp Quốc. Tôi có theo dõi một số công việc của Liên Hợp Quốc. Tôi phải tán thưởng những nỗ lực và hiệu năng của họ trong công việc giải cứu các con tin, nơi mà người ta không thể cứu được. Tất cả những lực lượng của thế giới không thể giải cứu được. Vậy mà một thành viên của Liên Hợp Quốc đã làm được. Nhiều điều khác liên quan tới việc cứu trợ thiên tai, vấn đề người tị nạn. Tôi nghe nói quý vị có khoảng 12 triệu người tị nạn. Trách nhiệm đối với họ, phải không? Rất là nhiều công việc, rồi chiến tranh và mọi thứ, cho nên chúng ta có được Liên Hiệp Quốc là điều rất tốt. Xin cảm ơn Sư Phụ đã chia sẻ trí huệ của Ngài với chúng con. Con có một câu hỏi, đó là vấn đề gia tăng dân số trên thế giới. Kèm theo đó là vấn đề lạm dụng môi sinh. Cùng với sự gia tăng nhu cầu về thực phẩm, Ngài có thể bình luận về vấn đề gia tăng dân số hay không? Đây có phải là nghiệp chướng của thế giới? Hay điều này có tạo nên một loại nghiệp chướng nào đó trong tương lai không? Có thêm người trên thế giới cũng là điều tốt. Tại sao lại không? Càng đông người càng náo nhiệt, càng vui nhộn hơn, đúng không? Thật sự không phải là chúng ta bị nạn nhân mãn, chỉ là vì chúng ta phân phối chỗ ở không đều mà thôi. Người ta chỉ tập trung đông đúc tại một vài vùng trên thế giới, không muốn di chuyển đến một nơi khác. Chỉ vậy thôi. Chúng ta có nhiều vùng đất hoang rất rộng lớn chưa được khai khẩn. Nhiều hòn đảo chưa khai phá, nhiều vùng cao nguyên mênh mông. Chỉ toàn rừng xanh và không có gì khác. Người ta chỉ tập trung ở nửa ước, chẳng hạn. Bởi vì ở đây vui hơn. Bởi vì nếu có một chính quyền nào hay bất cứ chính quyền nào có thể tạo công việc làm và kỹ nghệ, những công việc làm khác nhau tại những nơi khác nhau, người ta sẽ đi đến đó để làm việc. Họ chỉ tập trung lại ở vài nơi, bởi vì ở đó dễ tìm việc làm hơn, an toàn hơn. Nhưng nếu có sự an toàn bảo đảm và cơ hội làm việc ở những nơi khác nhau, người ta cũng sẽ đến đó. Họ đến vì sự bảo đảm, vì kế sinh nhai. Điều đó cũng rất tự nhiên. Chúng ta không nên sợ nạn nhân mãn, mà càng phải có tổ chức hơn để mang lại cho nhân loại thêm lợi ích về công việc làm, nhà cửa và sự an toàn. Như vậy thì đâu cũng giống nhau, chúng ta sẽ không bao giờ bị nạn nhân mãn. Về câu hỏi liên quan đến thực phẩm, quý vị phải biết rành hơn, bởi vì ở Hoa Kỳ chúng ta có rất nhiều thông tin về việc duy trì thế giới. Ăn chay là một trong những cách tốt nhất để duy trì tài nguyên của chúng ta ở thế giới, để nuôi dưỡng dân chúng trên địa cầu. Bởi vì chúng ta tiêu phí rất nhiều thức ăn chay, năng lực, điện, thuốc men vào việc nuôi súc vật, hiểu không? Trong khi chúng ta có thể dùng nó để trực tiếp nuôi dưỡng con người, nhiều quốc gia đệ tam thế giới có bán những thức ăn chay đầy dinh dưỡng với giá rẻ. Nhưng điều đó không giúp được cho dân số ở những vùng khác. Nếu như chúng ta chia đều thực phẩm, việc ăn chay cũng sẽ giúp được chuyện này. Không phải chỉ cho chúng ta hay là súc vật, mà là cho toàn thế giới. Một trong những tạp chí nghiên cứu có nói rằng nếu mỗi người... lần trước khi đến Liên Hợp Quốc,
Tôi có nói qua rồi, tôi quên mất. Nếu như chúng ta ăn chay, thế giới sẽ không còn bị đói nữa. Chúng ta cũng phải tổ chức lại. Tôi biết một người, anh ta có thể chế biến gạo thành thực phẩm dinh dưỡng và ngay cả sữa nữa. Lần trước chúng ta cũng có nói về chuyện đó. Anh ta nói anh ta chi tiêu khoảng 300.000 Mỹ Kim là có thể nuôi được 600.000 người ở Tích Lan. Người nghèo khổ, suy dinh dưỡng, những bà mẹ, vân vân. Thật là tuyệt. Bởi vì ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Chứ không phải là chúng ta không có đủ. Thượng Đế sẽ không đặt chúng ta ở đây để chịu đói đâu. Thật ra chúng ta tự làm cho mình đói. Cho nên chúng ta phải nghĩ lại, tổ chức lại. Điều này cần phải có ân điển của chính quyền các nước. Họ phải gia ân cho chúng ta bằng sự chân thành tuyệt đối, sự thanh liêm, đức độ. Và ý nguyện phục vụ người khác thay vì phục vụ chính bản thân họ. Nếu có được ân sủng này từ chính quyền các nước, thì chúng ta không có vấn đề gì nữa. Chúng ta cần phải có người lãnh đạo tốt, tổ chức kinh tế tốt, chính quyền thanh liêm và tài giỏi. Nhưng điều này có thể sẽ xảy ra nhanh chóng hơn khi nhiều người hoặc đa số hoặc mọi người đều tu hành. Khi đó họ biết kỷ luật, biết được cái giới luật. Họ biết làm sao để thành thật và trong sạch. Và khi đó họ biết cách sử dụng trí huệ của họ. Rồi họ có thể nghĩ đến nhiều việc để làm và tổ chức lại cuộc sống của chúng ta. Hiểu không? Điều này dường như rất khó bởi vì con thấy phần nhiều. Theo con hiểu, phần lớn những lạm dụng về môi sinh ngày nay đều liên quan đến nhu cầu của dân số đang gia tăng. Cần có thêm nơi sinh sống, nhà cửa. Để sống theo cách mà con người trong thế kỷ 20 muốn biết và muốn sống. Ví dụ như rừng rậm ở Ba Tây, việc làm dụng môi sinh ở đó. Sự phá hủy rừng, mưa rừng. Và vùng đất ở đó đang bị phá rừng, kết quả là lục lội xảy ra. Những điều đó không phải là không có liên quan đến nạn nhân mãn. Mọi việc trên thế giới này đều có liên quan với nhau, dĩ nhiên. Giải pháp duy nhất là giải quyết tận gốc, không phải từ ngọn. Và gốc rễ của nó là sự quân bình về tâm linh. Cho nên chúng ta chỉ cần truyền bá thông điệp tâm linh này, những gì chúng ta biết, và theo một nề nếp tâm linh mà người khác không có. Nếu quý vị cắm mình vào một máy điện để có một ít ánh sáng, có âm thanh vo vo và có cảm giác dễ chịu thì cũng được. Nhưng nếu không có kỷ cương đạo đức, thì quý vị đôi khi chỉ dùng lực lượng để làm những việc xấu. Quý vị không kiểm soát được, hiểu không? Cho nên trong đoàn thể của chúng tôi, trước hết chúng tôi dạy trì giới. Giới luật rất là quan trọng. Chúng ta phải biết mình đi đâu và điều khiển lực lượng của mình. Có lực lượng mà không có tình thương, không có lòng từ bi, không có sự hiểu biết đúng đắn về giá trị đạo đức thì không ích lợi gì cả. Nó trở thành hắc thần thông, lạm dụng. Hắc thần thông khởi sinh từ đó, hiểu không? Muốn được khai ngộ thì dễ, muốn duy trì sự khai ngộ thì rất khó. Trong pháp môn của chúng tôi, nếu quý vị không thật sự có kỷ luật và đạo đức, minh sư sẽ lấy đi một phần lực lượng của quý vị, để quý vị không lạm dụng nó và phương hại đến xã hội, hiểu không? Khác biệt là như vậy, minh sư có thể kiểm soát được lực lượng của minh sư. Tôi rất vui với tất cả những câu hỏi thông minh của quý vị. Rất là thông minh. Người ta làm những việc đó bởi vì không đủ sáng suốt. Như là lạm dụng đất đai, như quý vị đã nói, hay là làm chi đó.
chỉ vì thiếu trí huệ. Cho nên gốc rễ là trí huệ, là tu hành. Hãy khai ngộ. Chúng ta có sao không? Chúng ta phải đi à? Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Chúc quý vị nhiều may mắn và ân điển trong công việc, trong những ước mơ của quý vị và trong những mục tiêu hàng ngày của quý vị. Xin tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị.